Hello, hello Mon nhá. Hello Văn Cường. Hello Lý Nguyên, chào Lý Nguyên, cảm ơn Lý Nguyên nhá. Mọi người, hello hello. À, từ từ mình quên đó, mình chưa bật cái Free Fire á. À ừ, gọi là đặt cái tiêu đề thế thôi. Gọi là đặt cái tiêu đề đấy thôi chứ thực ra là nói thật là chưa biết là chơi game gì thật đấy. Hello Hưng nhá, mua cái tay hai phát xong à? Được được đấy, mai lại làm ba phát nhá. Đủ làm fan cứng chưa? Chưa chưa làm fan cứng được. Làm fan cứng á, nó phải trải qua mấy chục ngày liền, rất là lâu dài luôn, nhiều người phải theo dõi mình là 2 3 ngày cơ. Chào em nha, chả chào. Có thể thứ sáu bảy, ừ không sao, thứ sáu bảy chú rảnh thì chú qua, môi đỏ thế á, được không được không? Chú vừa ăn cơm xong, ăn cơm có cà chua thế nên là nó đỏ, thế được không được không? Vào giờ lộ mỏi quá, chú mới tiêm môi á, tiêm môi thì nó phải sưng lên cơ, tiêm môi thì nó phải sưng 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 to, sưng nó xong rồi mẹ phải phải nghĩ kiểu phải, phải thái được ra, mẹ phải, một cái môi phải thái ra được 3 4 mâm á, thế mới là chú đi bơm filter về. Ừ, chắc thế, nhìn da căng căng láng mịn đâu, thực ra chú vừa tắm rồi. Đứa nào bảo tôi tin tao về ngày 30 sẽ như thế nào, ngày thứ 10 đã thấy chết mẹ rồi, ngày ngày thứ 10 đã thấy chết mẹ rồi chứ đừng bảo là mẹ lại còn ngày đến ngày 30 qua đít thì nghe rõ thôi. Xíu qua tí chơi game, qua nay nay có nhịn đái không chú? Ngày nào chú chả nhịn đái, ngày đéo nào chú cũng phải nhịn đái, phải đến 10 tiếng đồng hồ. Ủa, làm gì mà mệt thế? Ủa, quay xong hả? Có thế à, giống y hệt không? Có quần không? Bên này tôi mua cả bộ, mình mua cả bộ luôn, cả áo quần gần giống nhau nhưng mà cái chất nó lại khác nhau. Áo trên này áo gió, dưới quần vải vải kiểu vải nỉ ấy, nó khá là ấm. Ngày thứ 10 con cu chảy máu, vậy hiểu là ngày 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 thứ nhất là bình thường nhưng ngày thứ 10 chắc là con cu nó lậy. Nhìn nó héo hon, nó tàn toàn úa luôn chứ đừng nói mẹ chảy máu rồi, lúc ấy nó tàn úa, nó không có máu mà chảy luôn. Ê. Hán qua đít cỏ đi chú, tí nữa không gì đâu đúng không? Sao sao lại phải qua Discord nghe cho rõ? Ủa thế Facebook này không rõ à? Phải chết, đừng nói nó chết, đừng nói nó chết. Nhưng mà đến ngày thứ 10 là đã thấy nó, nói thật là đến ngày thứ 10 là nó nó héo hon, nó xác xơ rồi chứ đừng nói để mà chết rồi đấy, nó xác xơ rồi, lúc đấy nó không thể lên nổi nữa rồi, lúc đấy cầm đi đái đã không thể được nữa rồi. Nhìn chửi Hoa, mày đi học đi, Hoa đi học đi, đây là chuyện của những người đàn ông với nhau hiểu không? Đây của những người đàn cuộc nói chuyện của người những người đàn ông, con gái con lứa xem xét cái giày ừ, qua đi thì bắt phải qua. Chú để ở cái sảnh nhá, chú có để ở sảnh tí nữa vào Free Fire nhá. Diên rú to, diên rú to hiền hiền mà đọc là
chuyện người lớn không phải là chuyện người lớn, chuyện kiểu chuyện người lớn đéo thì mấy đứa đi trẻ, mấy đứa 15 tuổi lớn lớn củ lụt củ đéo em phải lụt người lớn. Lâm Nhi rồi mày ơi, thôi nhổn gì. À, cái bạn bạn ở LM gì gì đấy là bạn Lâm Nhi đó đúng không? Đúng không? Là bạn Lâm Nhi đấy à? Ôi giời ơi, thực ra là chú cũng không phải là quá về cái việc ấy, nhưng mà sợ, chú chỉ sợ là người ta vào cho kiểu cho thành cá cảnh ấy, người ta không tương tác ấy, chú làm chú mất vui. Chú không thích lắm về cái việc như thế. Chú muốn mọi người vào tương tác với nhau và vui chơi nhiều hơn là ép buộc người ta phải vào hay này nọ. Nên tuyển vào à, đưa người ta vào thì cũng được thôi, nhưng mà hy vọng rằng người ta sẽ tương tác, ngồi nói chuyện chẳng hạn, lên live ngồi nói chuyện này này, không nhất thiết là phải để ấy đâu nhỉ. Hello chú. Hello nhá. Gu của chị mông lại là to dài lâu, lại còn chị cơ. Ôi lâu lâu lại được lâu lâu lại được gọi chị. Ôi trời Ủa gì vậy? ơi. Ủa? Có Gu gì của chị rách rách nó bảo là gu của chị bông lài là to dài, thôi bỏ qua đi. Hello bánh trong quê. Ủa sao lại dùng nick ngày mai, nick của mẹ à, hay gì ấy mà dùng nick khác vậy? Ngày 24 nháy, mỗi giờ nháy. đúng. Rồi nháy. À, nó ra dùng nick mẹ. Ui, dùng nick của mẹ lại còn vào đây nữa, vui là trời. Nghe chuyện con trai không? Ngày 30. Không, ngày 30 á. Ngày 30. Một ngày có khoảng trừ đi 8 tiếng đi ngủ đúng không? Trừ đi khoảng 8 tiếng đi ngủ đi là còn tính ra là còn bao nhiêu nhỉ? 24 trừ 8 bao nhiêu nhỉ? Ủa 24 trừ 8 bao nhiêu nhỉ? Mình thần đồng toán học mà mình mẹ mà mình lại không biết. Này thấy chú môi đỏ ví giữa không quên giữa vá nhỉ. Rồi, rồi. À 16 nhỉ, 24 trừ 8 là 16 thì chia cho 30 thì tầm 30 phút nháy. Đúng rồi, 16. Mình thần đồng toán học của mình đã không biết mấy cái này mẹ nữa. Ê thì chắc là 16 đúng không? 16 chia cho 30 đúng không? Thì nó chắc là phải là 2 2 tầm 30 phút, tầm 30 phút, gần 30 phút. Gần 30 phút nháy. Ôi rồi, thế mẹ luôn. 2 trừ 1 bằng trừ 1. Ừ thế luôn, 2 trừ 1 bằng trừ 1 hả? Cảm ơn Lâm Nhi nha. Hello hello. Cảm ơn Lâm Nhi đã nhận ra live stream nha. Thần đồng học bậc thầy tính toán luôn. Chú chẳng thần đồng toán học quá. Hồi xưa chú nhớ là đợt hồi cấp 3. À đâu không phải hồi cấp 3. Hồi cấp 1 là mình thi học sinh giỏi tỉnh. Thi học sinh giỏi tỉnh ở môn toán. Xong rồi đến lớp 6. Lớp 5 quên, lớp 5 hay lớp gì đấy là thi học sinh giỏi huyện. Cũng về môn toán là được giải 3, còn kia là giải nhất, giải tỉnh thì được giải nhất. Thế là giải 3. Xong rồi đến không, xong rồi đến cấp 2 của chú. Cấp 2 của chú là học trường khác, học trường chuyên cơ, nhau học trường chuyên. Và thế là chú được học sinh tiên tiến. Mẹ từ đấy chú được học sinh tiên tiến luôn. Đâu thì ai biết, 3 mua 2 mấy 6 rồi, quá rủ quá chuẩn. Chú học chú hiện tại là chú vẫn chưa hiểu cách cách tính của mấy đứa nhá. Mua 2 và 2. Chú vẫn không hiểu cách cách tính mà kiểu kiểu múa múa tay tay này xong tính toán ra. Rồi chú biết thua. 3 mua 2 bằng 6. Nhầm bằng 9, nhầm nhầm nhầm. Mẹ đầu tiên viết 32 ai biết, tưởng nhân. Thế cái không biết là cái tính tính này là như nào, cái tính tính của mấy đứa kiểu múa múa tay một lúc xong rồi ra con số là nào. Cái gì?
Cái đấy chú đéo biết luôn ấy thề. Chú ra chú, nếu mà chú để mà học, nếu mà chú học mót nhá là được luôn. Là ok luôn. 5 mũ 4 bao nhiêu? 5 mũ 4 bao nhiêu nhỉ? Bằng 625 à? Nó 4 bằng 625. Làm màu thể hiện tri thức thật, cái đấy không hiểu đấy nha, cái chưa hiểu thật. Sáu trăm hai mươi lăm chuẩn rồi, quá giỏi luôn. Từ từ gì nữa, sao đời yêu cầu kết bạn hoài vậy, ai biết là ai mà kết bạn hả trời. Sọ dừa là người như thế nào? Sọ dừa làm gì có người, sọ dừa không có người, sọ dừa chỉ là một khối như kiểu ấy thôi. Hai thì đi, số đá còn lại chú giấu ở đâu? Chú giấu ở chỗ nhà Khoa Pung ấy. Bây giờ chúng ta đi giải cứu Khoa Pung đi, đi giải cứu Khoa Pung. Sợ nó có trái dừa. Mọi người đi giải cứu Khoa Bung không? Chả hiểu sao tự nhiên lại dính được vào mấy cái đấy nhỉ? Khó hiểu. Mình không biết là cái ông Johnny Đặng đợt trước là vừa quay vlog với lại tay 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 Khoa Bung này, vừa quay vlog với lại tay Johnny Đặng xong, thế mà nó lại bây giờ lại trở thành cái gì mà cái gì nhỉ, ám sát ám sủng gì ấy. Đùa luôn đấy. Đi đi với con chú, đi 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 em, đi đi lên Khoa Khoa Pung là biết không, chúa là thịt mẹ chú, Khoa Pung là thịt mẹ chúa, chúa bú phêm. Gọi là chúa bú phêm thật sự luôn, nó bú bao nhiêu những cái gọi là bú rất nhiều những cái bôi phêm của người lớn, người nổi tiếng hơn nó ấy, các thứ bú rất là nhiều luôn. Xong rồi quay cái vlog, xong rồi từ đấy là quay vlog để lấy phêm, lấy mọi người chú ý đến. Chả nó cũng bình thường, khá là bình thường, nó không có gì đặc sắc hết. Chú ấy thực hiện bốn bước đà của anh em bóng ấy. Bốn bước đà của ném bóng. Hôm nay chơi game gì vậy chú? Chú ơi, Bóng đây nhá, bóng đây nhá. hôm nay chơi game gì vậy chú? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà kiểu camera nó bị cận đấy, nó bị cận đấy, thế là nó gần quá, thế là không không nhưng mà hồi xưa chú hơi bị giỏi giỏi thể dục đấy, gì đấy. Học thể dục đó là ba thế à, thế thì mẹ bốn bước là có cái gì? Chú nhớ là đưa 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 đằng trước, đưa đằng sau này, xong ném, ném là bốn nào, cãi không, cãi không, cái tõ đầu bị diện lại ký đầu bây giờ. Qua vung là và không hẳn lấy xe tăng cáo nó rồi thế á, không cái này chú không biết, chú thì thực sự chú không biết cái thằng Qua vung ấy luôn, chú không để ý lắm tại vì nó là thằng bú phêm mà chú thực sự chú không thích cái việc bú phêm, chú còn không muốn cơ mà, chú còn không muốn bú cơ mà, chú chưa muốn bú ai phêm ai bao giờ hết. Bú phêm là gì vậy chú? À cái gì đấy, Bú phêm là gì vậy chú? vừa bảo gì nhỉ? Ú phim là gì vậy Bú phê chú? á, tức là bây giờ nhá, mình là một người chưa nổi tiếng chẳng hạn đấy, thì mình bắt đầu mình làm quen dần với những cái người nổi tiếng chẳng hạn, xong rồi mình chẳng hạn như chú là streamer đúng không, thì mình vào những cái livestream của một streamer khác chẳng hạn, bạn Hưng giả bộ thiểu năng nào, mất lại mất công chú giải thích vớ vẩn
Ký đầu cho bây giờ. Kệ nó đi chú ơi, nó bị tiểu càng thằng con á. Thế mà bạn ấy còn biết. Thế bạn ấy biết. Thế bạn này, ê lầm lầm lầm. Giải thích luôn cho nó đi. Bú phêm là bú phêm. Đúng rồi, bú phêm là bú phêm. Nhắc thế cho nó nhanh. Không gì. Để con bú phêm của chú á. Ra đây mà bú chú luôn này. Cái gì mà bú phêm của chú. Ê, chú có cái gì nó lòi ra thì cứ thò vào đấy mà bú. Toàn chuyện người lớn. Đứa nào trẻ con nhớ đi ra đi. Xe like chim mình biết được không chú? Xe like lên á. Like thì có cái gì đâu mà xe. Con ra lừa xem like trên Facebook quá. Ồ. Bên đít thì kiểu chú sợ xe nhiều nó lag ấy. Nhưng mà cũng không phải là ngại chứ. Dạ không sao. Thực ra đã bật game gì đâu. Nếu bật game thì nó đã rành. Con sẽ đăng bài là chú thông đít con có bầu rồi trả con 5 triệu. What the fuck. Nghèo cho sạch rách cho 5 triệu. Không phải là rách cho 5 triệu mà rách cho 5 triệu. Trời ơi. Hồi trước là biết cái chuyện đấy á. Là chú để tên là Dom mà. Thế mọi người cứ gọi chú là Dom Dom. Ờ mẹ nó buồn cười thế chứ này. Mắc gì gọi ta là Dom Dom. Thế tự nhiên mình trở thành fan của cái thằng rách đấy. Nghe nhạc của rách thì cũng hay thật. Thì cũng hay chứ không hẳn là fan. Mình cũng chưa là fan của ai cả. Với cả Sơn Tùng. Ca sĩ nhạc A mà chú. Ôi giời kệ đi. Hồi đấy mình thích Sơn Tùng, xích nhạc của Sơn Tùng phết đấy. Tại vì mình nhớ mình nghe cái bài gì nhỉ? Em của ngày hôm qua. Đấy, ôi trời ơi. Bài em của ngày hôm qua là bài mà sự mình khá là thích của Sơn Tùng. Nhân cách hạng ghép. Thôi kệ mẹ chuyện, thực ra cái chuyện của người ta kệ mẹ. Mình không quan trọng lắm về cái việc mà người ta như thế nào ấy. Rách năm củ. Thế bây giờ mà thông đít rách thì rách được rách đẻ con kiểu gì trời? Đẻ kiểu mẹ đi. Sơn Tùng mãi đỉnh, Mỹ Tâm mãi đỉnh đỉnh đỉnh. Mỹ Tâm đỉnh hơn Sơn Tùng nhiều. Mỹ Tâm đỉnh hơn nhiều. Mỹ Tâm xem hôm nay chơi gì đi chú? Hôm nay á? Chú vẫn đang muốn tập Free Fire. Tập thôi, chứ còn chả biết sẽ chơi được lâu dài hay không. Vẽ và đoán. Vẽ và đoán á. À Hoa, mày vẫn nợ chú một ván solo. À không phải một ván, 5 ván solo cờ caro. Mày học xong chưa? Solo với chú. Chắc solo 5 ván cờ caro. Nhanh không mà. Hoa tuổi không có tuổi. Hoa chắc chả có tuổi chơi với chú đâu. Chú rồi ơi. Á. Ghê đi. Chú ơi, con Nhi nó comment ca sĩ hạng A nhưng nhân cách hạng F thì biết rồi, biết là cái em, nhưng mà sự là cứ cho là hạng A thì cũng không để nói, không nói hạng A cũng không đúng. Nó ở trong một cái gọi là underground rapper, underground chứ ở bên đợt đấy nó ở trong cái gì GR5 mà nhóm GR5 hát thì bình thường, nó chỉ là một cái giọng luyến láy của nó nghe rất là hay, nghe rất là vui hay, chứ cũng không có gì đặc sắc quá cả. Con Nhi là thế nào, mình gọi bạn là bạn mà bạn gọi mình là con đấy. Đúng rồi, chúng ta phải nói bạn một cách kiểu tử tế hơn đúng không, phải gọi là Đĩ Nhi. Nếu không bú phêm chú đâu, con sẽ cho người thông đít chú. Chơi kiểu gì? Bây giờ chơi qua Facebook Messenger nhá. Biết không? Chú tính nói con Hoa tuổi. Còn hả? Không, chú không nói con Hoa tuổi. Đủ online chứ. Lại còn đủ online. Nếu mà bạn thân lắm ấy thì người ta mới gọi là đĩ thôi, chứ không cần lâu ấy. Bạn bình thường ấy toàn gọi là bạn. Đúng không? Bạn bình thường hoặc là mới quen rồi mà toàn gọi là bạn này nọ. Bạn thân á, đồ con chó.
đồ con đĩ. Nói chung là có đi có lại thôi. Mẹ nó nữa, mình ngã ra đất ấy thì bạn bình thường là nó sẽ đỡ mình đúng không? Nó nên đỡ dậy, ôi bạn có bị làm sao không? Ôi bạn chảy máu kia để mình băng bó cho bạn nhé. Còn thì con mẹ cái thằng bạn thân thì nó phải cười vào mặt mình đã. À cho mày mày chết nhá, mẹ mày quả táo không chừa một ai. Đấy, bọn nó phải thế. Được Ủa mà chưa? giờ chơi quăng cái gì? Chơi, bây giờ chơi để từ từ chú xin bóc đã. Đang đi búp sao mà mày không vào búp bây giờ à? Hoa. Chơi GTA 5 chút. Đợi tí chú chơi Chú biết gì chưa? Con rời nhóm rồi. rồi à? Đúng. Không sao cả, chú vẫn đang búp với mọi người. Rồi để thoát game này. Ok, thoát game này. Bây giờ chơi game kiểu gì nhỉ? Mình đang tính chơi game. Hello chú, con là Trực. Ủa thế lúc mà tôi là mẹ thằng Trực thì là thế nào? Con mới nói chuyện với mẹ về xem live chú. Thì sao? Thì sao? Hello, giữ bằng tâm nhé. Hello Lâm Ngọc Hạ nhé. Và mẹ cho con coi nữa. Thế á? Ui, ui, bảo mẹ coi cùng luôn. Bảo mẹ cho cùng luôn. Mẹ thấy chú xấu trai không? Chả lẽ tao chú mày lại phải đeo nơ nữa, bôi son phấn các kiểu nữa để thấy xem người ta đẹp đến mức nào. Mẹ mày thấy chú xấu trai không? Bực mình, cái đầu mắt mắt mũi của mày bị cận này bông lai. Mắt mũi của mày bị cận rồi. Rồi bây giờ tìm cách để chơi cờ caro qua Facebook này. Tính mở mic mở ngại. Ôi mở thoải mái vậy này. Mở thoải mái đi không sao đâu. Không 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 không. À phải vào trò chơi. Giống em hồi đó. Đây rồi. Đĩ trực nè. Để chú tìm game cờ caro nhá. Để xíu. Rồi, mình Khang.vn. Bạn ơi chơi game gì vậy? Mình đang chơi chả chơi game gì hả? Mình đang chưa tính là chơi game gì hết. Xíu đây. Bây giờ mình đang tìm cơ caro này. Tìm mãi không ra này. Với yêu nhau ta mãi vẫn ngược. Từ từ, Hoa ơi mày có link chơi cờ caro không? Mày tìm được cái cờ caro bên Messenger không? Mày gửi link qua cho chú mời cái. Ôi con còn không biết cái đấy nó chơi ở đâu ấy. Ở bên Messenger ấy, xong mày à bên Facebook ấy, xong mày nhấn vào mục game ấy, con đã về lại rồi. Hello Rick. Tìm Nhưng mãi mà không ra. một game ở đâu? Game ở à đây rồi. Để xem nào. Ủa chú? Đây, đây. Từ từ để xem mời được không đã. Chơi với bạn này. Đây để chú gửi lại cho mày xem mày có vào được không nhá. Chưa? Được chưa? Vào được chưa? Thấy thấy đồng ý gì chưa? Để tí là mình chia sẻ screen ra. System ready running. Load setting successfully. Ủa rồi con có thấy cái gì đâu. Đánh chưa? Thấy đánh chưa?
Ở đâu? Mày đã vào game đâu? rồi. Chính mà bạn chết cờ cá rô. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nha mọi người. Em đây. Hai. Ơi. Diêm dọn tiếp không em? Đang chơi game mà. Ừ, Hoa đã vào, thấy chưa? Mọi người, đây là kết Đây cục có của bạn Hoa. mới nhé. Cô ngoài đang ỉa, nghe nói như đang dặn ỉa kìa. Cái gì Chứ chơi VD không có nhá. Ái già đánh à. Bây giờ sao? chơi đi. Này mọi người, tôi Chị có kèo Google với bắt đầu Hoa. đọc bình luận. Tôi có kèo với Hoa đó là nếu mà chẳng hạn mình chơi, gọi là nào nhỉ, mình chơi 5 ván với lại Hoa, 5 ván với cờ Website caro với chị có người Hoa. đờ gì à, nghe nói như đờ gì. Xe live stream được chưa chú? Xe thì không biết phải nên xe kiểu gì. Đấy nhá. Ây à, Rồi. Hoa đánh sợ thế nhá. Thì nói chung là Hoa mà thắng 3 ván thì coi như là Hoa thắng xong rồi. Hoa sẽ gọi là nhờ nhờ mình sẽ Website thay chú là avatar chùm của thành các ảnh của chùm. Hoa. Thế thôi, chả có gì cả. Chú làm chùm của các chùm á, trong đó có chùm mền. Ủa gì là chú thắng ba không bị gì đúng không? Rồi ok. Mày à, chú thắng thì mày chả việc gì cả. Chú thua thì là thua thôi. Chả việc gì cả. Gọi là một cái kèo khá là ổn cho Hoa rồi gì nữa. Nếu mọi người nghe chưa, đăng ký Rách dây, chú thắng là chị tặng chú một nháy. mà Ngày mới yêu nhau tay nắm tay vặn ngược. chú. Mà có nhìn rõ game không? Không để mình chỉnh lại. Nếu không nhìn rõ thì còn chỉnh lại. Con không nhìn rõ. Không nhìn rõ. Nhìn có vẻ hơi bé đúng không? Đợi xí. Rách dây, Cái này chăm hàng chú năm thêm một nháy thắng hơn là hai hàng nháy. 4 tháng chú. Hả? Đây, Cái Chùm này rồi. là hàng mấy là tháng? 5. 5 là thắng. Đánh gì vậy Hoa? Đánh cái gì thế Hoa? Chắc chú thích chú rồi, 5 nháy. Đánh gì thế Hoa? 1-0. Ủa chú phải giả bộ chú ấn lộn chứ. Được rồi, để lần sau chú giả bộ chú ấn lộn nhá. Chứ bỏ Có một ván nha, coi như lộn 1-0 rồi, không nói nhiều. ừ. Một không. Cho đi trước, chấp đi trước. Rách dây, chị Hoa tặng chú năm nháy đi kìa. Nhảy. Thôi Hoa nó nhỏ rồi, không đoàn chuyện đấy nha Rick nha. Ai dà, một nước thế cờ rất là chuẩn bài của Hoa diễn ra trong cái livestream này. Nhưng mình sẽ không dùng thế đó, mình sẽ 36 kế, kế chạy là thượng sách nên mình sẽ đánh ở đây. Thấy chưa? Trời. Ủa đánh chỗ nào gì, đánh gì mà lo léo vậy chú? Rách dây, không tặng chú trừ lương đấy. Không tặng chú trừ lương á, có lương đâu mà trừ. Mình phải chặn hết tất cả các đường của Hoa này. Hoa không bao giờ có một lối thoát nào nữa cả. Ái dào, Hoa đi một nước cờ khá là điệu nghệ. Rồi mày đánh xuống dưới luôn này. Ai dào, mình đoán sai à? Thì mới yêu nhau. Thôi tự tay đái rồi Hoa ơi. Có bao nhiêu hay là bóp hết rồi. Rách dây, lương của chị Hoa là một tháng 10 nháy của. Thế à? Một tháng có 10 nháy thế à? Một tháng có 10 thế à? 30 ngày cơ mà. 53 phải trăm rưỡi. Đánh đâu vậy trời? Ai giả đánh đây á? Hoa đã sử dụng nước vừa chặn mà lại vừa đi nước của Hoa.
Rất tiếc là mình đã căn trước và mình sẽ đặt vào đây để chắn lại. Sở qua giỏi. Ơ sao mày chặn chú? Ủa mà sao chú chặn con? Đâu chú đánh nước của chú đấy chứ. Chú đánh nước của chú chẳng may rằng nó chặn phải chứ. Ai chặn hoa làm gì? Chắc chắn là nó sẽ đánh vào đây mọi người ạ. Chắc chắn mình nghĩ là nó sẽ đánh vào đây để nó tạo một cái nước đôi. Nhưng mà rất tiếc mình đã nhìn thấy, thế nên mình sẽ không đánh vào đấy. Nào, ai cả? Hoa đã đánh rồi. Đánh khó ghê ấy. Hoa đánh chưa? Đúng là làm chú phải suy nghĩ tính toán đau hết cả đầu ấy. Hỏi chú yên đi. Đây. Thật là đau đầu. Nào nào nào. Suy nghĩ tính toán gì lâu vậy? Hết giờ. Ôi, đang suy nghĩ gặp con chó hàng xóm nó còn sủa nữa. Con chó nó còn sủa? Chó nào? Cho phép mọi người gợi ý cho Hoa. Chó hàng xóm. À chó hàng xóm à. Chú nghe không? À, thôi thôi khỏi đi. Thôi khỏi. Khó nhờ, ván cờ khó ê luôn á. Hoa nó sẽ đánh vào đây để nó tạo được. Tiến nhi. Đây mình sẽ chặn vào đây. Đấy, mình sẽ vừa chặn vừa tạo nước luôn. Đấy, còn Hoa khốn thế. Hello Yến Nhi nhá, hello nhá. Lâu lâu không thấy vào. Hoa, ui, Hoa có nước này. Đây nhá, mọi người nhìn nhá. Mọi người có nhìn ở trên livestream nhá. Đây, nước này của Hoa này. Đấy, kết hợp với nước này thành nước đôi này. Rồi. Đánh vào đây phát coi như là được nước đôi này. Nhưng rất tiếc mình đã nhìn thấy. Con chó biết sủa. Chú biết sủa không? Không, chú không biết sủa. Chú có biết sủa gâu gâu đâu. Rồi, mình nhìn hết nước rồi. Chú nhìn hết rồi. Ôi, nó lại tạo một nước nữa này. Xui rủi ai muốn đâu chú ơi. Thế á, xui rủi ai muốn đâu á. Ai biết được hay là ghét chú rồi. Chú mới sủa kìa. Đâu chú có sủa gâu gâu bao giờ đâu. Đây mình sẽ chặn đây. Để. Ơ này Hoa ơi, mày có nhìn thấy cái chú chấm nhưng mà chú chưa đánh không? Được, có xem live đâu mà. Không phải là xem live mà là xem ở trên cái điện thoại của mày ấy. Thì có nhìn à, vẫn thấy cái mà chú chấm chấm đen đen gì. Đang ở góc bản đồ ấy. Chuyện xui xui chắc tôi muốn bà ơi. Mặt đi tiêm mà mất điện thoại ấy. Ôi trời ơi, đi tiêm lại còn mất điện thoại. Thế thôi, thế thôi. Đấy, nhìn thấy nước của chú chưa? Nước chú hơi bị xịn sò đấy. Chú sắp thắng rồi. Mọi người có nhìn thấy nước thắng của mình không? Đánh một nước thắng luôn. Trừ khi Hoa nó chặn được. Đã thế lại còn mất nick ạ. Ôi thương nhỉ. Rách dây, điện thoại cục gạch hay iPhone 13 bờ rồi. Không, chắc là iPhone 14 đấy. iPhone 14 đấy. Nhưng mà nó dùng dùng CH Play. Chắc thế. Ôi Hoa ơi, đặt đấy làm gì? Để chú lại phải chặn. À nó ngu quá. Ra kệ, ai bảo Hoa xích solo với chú. Yến Nhi, cục may, gạch. May là chú còn chấp. Cục gạch mà lướt được Facebook à Yến Nhi. Ai là được, được đấy Hoa. Nước đấy chính là cái nước đôi mà chú đang nói đến. Chính là cái nước đôi mà chú đang nói đến. Đánh đấy phát thề thắng luôn. Không ai gỡ được cái nước đấy nữa cả. Được thôi, đánh vậy thì chú sẽ chơi một nước cờ khác.
khi mới yêu nhau ta. Tiến Nhi, iPhone 13 chú tôi dùng. iPhone 13 chú tôi rồi, chú được dùng iPhone nào? Đánh liệu. Bây giờ mình sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn cọp ra khỏi hang. Hoa sẽ phải choáng ngợp với lại kế sách này. Ơ, nó chặn mẹ rồi. Đây, vừa rồi mình đánh dưới, thực chất là kế hoạch của mình đang đánh là đánh lên trên. Tôi làm gì có iPhone 13 mà dùng. Điêu. Điêu toa là không tốt nhé. Mình là mình dùng màu đỏ nha các bạn. Còn hoa iPhone 13 mình có màu đỏ chứ. Dạ, yeah, không có màu đỏ hả? Thì đi dán vào, giống kiểu cái iPhone 7 đợt trước ấy. Tiến iPhone đi, 7 ấy. Trừ bét. Khôi Đinh. Hello Khôi nhá. Ờ, uầy, như BD ấy, chứ chứ chú BD ấy, chú không, chú không có BD. Chứ đâu có BD. Chơi ở cái nào đấy? Ngay ở Facebook mà có mà. À, mày chặn khôn thế nhở, Hoa. Được, mày chặn đúng cái nước đôi của chú luôn. Còn mất dậy này. Chú sẽ cho mình một nước cờ mà không bao giờ nhìn ra được. Đây, chết rồi, chết với chú rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, có nhìn bằng mắt. Chú về đi hentai á, nào không hentai ở đây một khu gọi là văn minh lịch sự, chúng ta không thể hen tùng hentai ở đây được. Không nên nhá. Ái da, dám tạo nước bốn trước mặt chú à? Chặn ngay, chặn ngay. Trước mặt chú à, chú nhìn thấy hết. Ái da, mày dám tạo nước ba trước mặt chú hả? Chú lại chặn tiếp. Rách dây, chú mở sẽ lên xem cho lên trình chú. Chú tiên được mỗi một rồi á. Chú mở sẽ lên xem cho lên trình chú. Ôi xời, chú mở mà sợ, chú mà mở sẽ lên đó, chú hề luôn. Ai rồi? Hoa đã xác nhận là không thể chơi được. Hoa ơi là hai ván rồi Hoa. Hai ván rồi. Không sao, thua rồi. Gì nữa? Chú trình chú tỉnh sẵn rồi, không việc gì phải mở sẽ lên làm gì cả. Ủa giờ mình chưa chơi đúng không? Chơi rồi. Ủa? Nãy giờ chơi hai ván rồi đó. À, con này. Mọi người ơi, Hoa lươn, Hoa lươn. Ủa chết, ủa sao trông nhiều lại được. Hoa mắc lươn lẹo. Tiến Nhi, chú toàn xem ở gay Việt Nam thôi. Chú toàn xem ở gay.vn á. Không, chú đâu có xem ở gay.vn. Chú xem ở lgbt.vn nữa nhá. Chị Hoa hơi non. Mọi người có quyền được nhắc Hoa nhá. Thoải mái đi, còn không cần nhắc chú đâu. Nhắc chú, bọn mày mới nhắc chú ấy, toàn nhắc đi say nước. Mất dậy. Ủa rồi nhắc rồi con cũng có nghe đâu. À, thì nghe đi mọi người nhắc cho ấy mà, mọi người nhắc chuẩn mà, mọi người nhắc cho Hoa chuẩn mày. Lắm. Chơi cho bà này. Chào Trần Thụy Mẫn nhá, chào bạn nhá, cảm ơn bạn đã đến nhá. Lương cụ à, Hoa lươn cụ. Hoa hơi non, mọi người bảo Hoa hơi non. Ôi con bé. Chứ xem ở sách hi internet á. Nào Hoa có chơi lại không? Hai ván rồi, còn ba ván để Hoa có thể gỡ được mình. Khi mà Hoa chỉ cần Hoa vỡ được ba ván thôi. Sao? Nhưng mà giờ ủa giờ chơi lại cứ gì? Nhấn chơi lại. Để chú mời lại nhá. Tiến Nhi, mấy cái trang lần trước cháu bảo én nó khóa. Cái gì? Nó khóa rồi, chú cần web mới không á? Thôi, Hoa tuổi kìa. Chú tự kiếm được ghép mới mà chú thích người thật cơ. Tiến Nhi đến với chú đâu không? À, chết mẹ mày rồi. Hả? Nói thế chẳng biết không nghèo. Chắc là chẳng nghe đâu. Hả? À? Không phải đâu, chú xem X video đấy. X video nó khóa IP rồi, tưởng chú không biết à. Hoa, mày không bảo lại được à? Hoa tuổi kìa. Hoa tuổi kìa, Hoa chứng minh đi. Yến Nhi đến đến chứ được không? Hoa tuổi. Hoa, đâu rồi? Hốt rồi Hoa ơi. Hoa rồi lại mời đâu? Chú vừa mời lại rồi mà. Mày vào lại. Không thấy. Để. Sao chép liên kết đến trò chơi nhá. Để chú gửi lại nhá. Quỷ Hoa, tôi CL, chụt. Tuổi cái lờ
Chú xem mấy cái web như là XN, XX, toàn web khóa là nào. Để chú bật, chú gửi lại link. Chơi lại, nhấn chơi lại xem nào. Chú không rõ lắm cái việc mời này, mời hơi khó. Chả lẽ Comment cho vẽ, vẽ là sao? Ủa gì vẽ, gì vậy? rách dây chị hoa lươn lẹo á chú. Đúng rồi, hoa lươn lẹo, hoa hốt thua, không dám chơi, đúng khung. Ừ, để xem mình Không thấy. không vào được luôn hả? Bây giờ mày chơi trước đi, xong mình mời chú xem nào. Ô mà nè. Có mời mà. Đấy, được chưa, được chưa? Nhấn nhấn đánh thử nào. À đâu, chú đánh chứ. Được chưa? Đến lượt rồi đó. Hoa lươn cụ á. Chào em đi chị Rách Bùi dây Thị Quỳnh hoa lươn Hoa kìa. cụ cái gì vậy? Cái bạn tên là cái gì nhỉ? Trần Trần gì ấy, quên mất. Chú chưa đọc được Con cái. không chào đâu, con chào là con chửi đó. Huệ Mẫn, Khôi Đinh. Ui. Ui, cảm ơn Khôi Đinh đã gửi cho mình 10 triệu nhé. Ui dồi ôi, 10 triệu liền mọi người ạ. Ui dồi ôi, chắc mình vào Facebook gaming luôn đó. Vào vào ngay luôn cái chỗ kiểu đối tác Facebook gaming luôn. Mọi người khỏi phải tặng sao nhá. Khi nào mà có chỉ tiêu ấy thì mình xin. Ui vào đấy có cái lương cứng Ok chủ luôn. nhiệm đây. Bye bye chủ Tới nhiệm đây chú. á. Không ơi. Chú đánh rồi. Chú đánh rồi mà. Con đánh tới chú. Cái ủa cái đấy tới chú mà. Ủa Ủa đang thế. đến tới chú nè. Ừ thế á. Thế thì không được rồi. Thế thì thay mẹ rồi. Nó bị Ủa lag rồi. Lag rồi. Chú vừa đánh mà. Để chú thoát con trận. vừa đánh nè. Thế á. Ủa Được chưa? Trần Tuệ Mẫn, ích cầm fan chị á chị Bùi Thị Quỳnh Hoa, mặt. Chú. Ơi. Có đứa bảo chú nghe, xem chú chán kìa. Đây rồi, chú đánh rồi. Chú đánh cái hình nữ giới rồi. Giới tính là chú giả vờ con vừa donate 30 tỷ cho chú. Đổi đời đi chú. Ôi trời ơi, 30 tỷ. Ôi trời ơi, mọi người 30 tỷ. Khỏi phải live stream nữa, tôi không bao giờ tôi live stream nữa đâu. 30 tỷ thì ạ. Tôi nhận cho mẹ vào ngân hàng xong hàng tháng lấy ra 3 triệu đủ sống. Khỏi. Rách dây, Ôi lùi trời tay lấy sao ơi. Ơ mà chị chào chúc Mẫn nha kìa. Chào chị Mẫn nha. Bùi hay thì cái bạn gì nhỉ? Mẫn gì ấy bạn em fan chị á. À? Chào rồi đó, cút mẹ mày đi kìa. Đây 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 có tin nhắn ở trên này. Chào rồi đó, cút mẹ mày đi. Hoa. Đây, chặn ở dưới. 30 tỷ bánh con tráng cuốn, nhà. 30 tỷ Không, mua chú căn nhà, không mua vô số không miếng mua luôn. nhà, chú còn gửi ở ngân hàng. Mỗi tháng lấy ra khoảng 6 triệu gì đấy. Hình như là 5 đến 6 triệu gì đấy. Thế xong chú đủ sống luôn, chú khỏi phải mua nhà, mua cửa làm mẹ gì hết. Thực ra nhá, chú thuê chung phòng chung cư nhá, là mất có 1 triệu một tháng nhá, thế coi như là 6 triệu nó còn 5 triệu đúng không? 5 triệu thừa ăn. Chú chỉ ngồi nhà ăn mì tôm mới lại thế thôi, được chưa? Mốt con cháu chú Thái đúng rồi. Thế cũng được, đấy là cũng là một cách để chơi đó. Rách dây, Đúng rồi, 30 tỷ chú cho hàng vô tháng ngân hàng 30 mất con tỷ được cháu. nhiều mà thề. Ôi mọi người biết không cái Vietlott bây giờ á, Vietlott cái xổ số Vietlott bây giờ nó lên tận 77 tỷ rồi đấy. Mọi người oánh số Vietlott đi. Chúng 7 7 7 7 tỷ đi. Xong chỉ cho mình khoảng 70 tỷ thôi, còn 7 tỷ mọi người giữ. Ủa 7 tỷ nhiều lắm á. Cho mình khoảng 70 tỷ thôi. Mình lấy cái đúng cái số lẻ thôi là 70 thôi. Thế nhá. Hoa đánh đâu ấy? Mày đánh là mày đánh lạc hướng chú đúng không? Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Mặt cười mắc gì bạn cười, tôi nói thật đấy. Chú khôn hết phần chó ấy. Ừ, chó là bạn thân ấy, chó bạn thân của người đấy. Hoa ván này là Hoa đánh giỏi thế nhỉ, được ấy, chú sẽ đi nước khác. Đổi đổi ngay cái giao diện đi, mình không thích cái giao diện này. Giao dịch giao diện gì, giao diện mẹ đực mấy cái ở đây hiện đại đi Rách dây, chú khôn hết phần chó. đấy. Giao diện này nhìn nó đúng chuẩn cờ caro đúng không, chuẩn luôn. Nhưng mà mình vừa rồi mình là X hay là O nhỉ?
Đây. À, hóa ra lô. Ok. Ái là hoa chặn rồi. Rồi, chặn lại hoa. Nhưng mà chú giống mấy thằng họ lươn quá. Này, xin lỗi, tôi không phải. Chú làm sao Rách ấy? dây, Rõ nhìn mặt không? chú giống mấy thằng họ lươn quá. Họ lươn là nó vớ vẩn. Trạch nhá. Ừ. Ờ, đến hoa. Nghĩ gì lâu thế? À đâu, mày đánh rồi, quên. Ủa con đánh rồi mà. Xin lỗi, xin lỗi. Đây, ok. Đỉnh thật sự luôn. Đấy. Thấy những nước cờ đang bảo đỉnh là nào đấy? Đỉnh là nào? Đỉnh là Thôi đi, nước cờ mọi đỉnh ấy người. hay là cái gì? Trời ơi. Đánh ở dưới hả? À, đã chặn chú rồi. Mày không tấn công thì mày chỉ chết thôi hoa. Chú mà đã tấn công thì thực ra là mẹ chú mà ngực tấn công thì mông kiểu gì cũng phòng thủ. Rồi. Bây giờ chú sẽ dùng cái rút củi đáy nồi, chú sẽ xiên từ trong ra. Rách dây, Đấy. lát chị Hoa thua giả vờ mất tích. Thực ra thua chả mất gì cả. Cái kèo của chú với Hoa là thua chả mất gì cả. Chỉ có chú nếu mà chẳng hạn chú thua hoặc là Hoa nó thắng 3 ván thì có nghĩa là chú thua đúng không? Thì chú để cái avatar là avatar nó Hoa, coi như là PR cho nó hết thế thôi. Ái chà. Hoa đánh khá căng đấy, ván này Hoa đánh căng đấy. Mình thôi đành chặn Thôi Hoa đi, vậy. chơi caro ở web nào vậy mọi người? Mặt. Web nào á? Ủa, Facebook Gaming. À đâu rồi, để post lên nhá. Để chia sẻ link nhá, đợi tí. Để chia sẻ link nhau. Ở ngay trên Facebook Messenger mà. Thật mà. Post rồi nhá. Anh post rồi Discord nhá. Nếu mà mọi người muốn chơi thì mọi người có thể chơi với nhau. Chú. Ơi. Chú kết bạn Facebook với con Rách đi. dây ở web đen Tí đó. nữa nhá. Ở web đen á. Ờ đúng rồi, chơi XO Caro ở trang xnxx. Hi hi chấm Video. net. Mày vừa đánh đâu hóa? Hay là đánh đâu không nói? Ở web đen, ở web đen gì ở đây? Đây được rồi, chết rồi. Hoa tuổi. Thế Hoa ơi phải thắng 3 Thôi đinh, ván còn nào lại web đen gì ở đấy. đây? Mặt cười. Hoa ơi mày phải thắng 3 ván nữa đấy. Cố lên Hoa ơi. Chú luôn ủng hộ Hoa. Chú luôn ủng hộ Hoa thua ấy, chứ không phải ủng hộ thắng đâu. Hoa đang cáu lắm mọi người. Mọi người ủng hộ Hoa, mọi người cho Hoa một like, một chia sẻ đi. Ủa rồi, giờ là giúp con hay là giúp chú? Thì cứ nói Giúp chú. thế. Ủa? Mọi Ủa người rách dây là quét sẹo. là ủng hộ Hoa mà like cho page của chú là sao? thì anh Ủa? biết chú chỉ nói thế thôi. Mọi người nghĩ nào nghĩ. Ủa. Ủa chú đây đây. Ghét đen là cái sẽ. Mình vừa đi đường nào đấy? Vừa đi đường nào Ủa đấy? rồi. Không nhìn thì thôi, có không giữ mất đường tìm chứ sao hỏi con. Đổ con hoa. Cái đổ con hoa. Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Nào, được chưa? Này còn lâu nha, mày đi nước nào chặn nước đấy. Tuổi. Mày tuổi gì nhỉ? À, 2K10 tuổi gì với bạn này? 2K10. Tính ra là cách mình là bao tuổi? Tụi con hổ. Ấn hổ hả? Mày cái đồ tuổi hổ. Nó tuổi hổ thiệt hả? Thật à? Thiệt. Mình không rõ lắm. Chặn để mình tìm xem là 2K10 Rách tuổi dây, tuổi gì. 2K10 tuổi lìn. 2K10 tuổi lìn. 2010 tuổi gì à? Tuổi gì đây rồi, đây rồi. Là tuổi hổ mà chút. Thì cứ đoán đúng rồi, tuổi tuổi đần. À dần dần dần. Đây.
Có nước ở giữa rồi, mày tự tạo nước cho chú rồi Hoa ơi. Ái ra chặn luôn à? Thế chặn à? Chặn thì chú đánh lên trên này. Trời ơi, đi nước cờ cách cờ, Rách hiểu không? Tuổi tuổi đần, à dần dần. Dần nát, cái gì dần nát cái gì trời. Nó có đâu mà dần, mà nát. Đánh nước 4 ở đây. Đây, thấy chưa? Tạo được nước 3 rồi, mày chết rồi. Ôi, mày chặn nhanh vậy trời. Nhanh gì? Chặn là mình chặn chú ạ, à. Chú chặn lại. Ừ, rồi ôi. Mẹ ăn ăn miếng mà nó phải trả miếng ngay. Bạn có lòng thì là tôi có dạ ngay. Ái là nước 4 kìa. Chặn luôn, còn lâu nhé. Ủa, sao mình không đánh được? Rồi, đánh được rồi. Ủa, hình như nó vừa đánh rồi đúng không? Nó vừa đánh hay sao mọi người? Nhưng mà mình không biết là nó đánh đâu á. Ủa, mày vừa đánh đâu đấy Hoa? Chú nhìn mà chú còn không thấy luôn á. Con nói rồi, có hâm dữ mắt buồn tìm chứ, trời tự nhớ Mẹ. đi. Đã thế nhá, đã thế chú chặn hết nước của mày. Còn lâu rồi mình chơi được. Này thì này. Thế là mình đang chạy nước của mình ấy, mọi người. Đừng nói cho Hoa biết. Đánh xuống dưới à, lại chặn rồi. Lại đấy à. Nước 3 đây đúng không? Nước 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 3 mà chéo chéo đây đúng không? Xong tí nó mày phát triển lên 4 đây đúng không? Biết thừa. Chặn vào thì mày chết gì? Chặn vào là hết chơi. Ai cứ nhắn tin hoài cho mình chứ nhờ. Đang bận chơi cờ caro không nhắn tin nhắn tùng gì hết. Đang solo mẹ hùng hổ ấy. Mẹ vẫn ván mệnh của mẹ đời người. Vào đi Rách dây, chú làm ơi cho con một phiền. ca mua kẹo. Vào đi làm phiền nào à. Chú ơi cho con 1k mua kẹo. 1.000 á để mua kẹo à. Lại đi. Để Bao giờ con đi. cho chú tiền đi chú. Đâu Hoa nó đi đường nào rồi? Hoa đi đâu đấy? À nó đánh vào đây, nhìn thấy rồi, bây giờ nhìn thấy rồi. Tạo nước đôi đúng không? Tạo định nước nước hai hai cái ấy đúng không? Đây này, nếu mà mọi người nhìn ra nó đánh vào đây này, tôi khẳng định luôn nếu mà nó đánh vào đây phát là nó sẽ tạo ra nước đôi nên tôi sẽ chặn trước cái đường nước đôi này của nó. Nước đôi mà kiểu hai nước ba đi với nhau ấy, đấy là gọi là một cái gọi là trick trong việc chơi game. Nên mình sẽ chặn trước vào đấy. Quá giỏi luôn. Ô cái gì đấy? Ủa thế vừa rồi chú thua à? Ủa chú, ủa là chú đang giả vờ hay là chú đang chơi thiệt vậy? À, thiệt là... Ủa vừa rồi là mình thua mọi người. Không, giả vờ đấy, giả vờ đấy. Mình giả vờ để Hoa nó lấy tinh thần chơi game đấy. Ok, con chấp nhận sự trả lời. Bây giờ sẽ tăng độ khó lên. Tôi sẽ chấp Hoa một nước. Chơi không? Đây, chú sẽ chấp Hoa một nước, chú sẽ đánh ở góc của anh cô. Rồi. Ai thắng vậy chú? Vừa rồi là chú thắng. Nhưng mà chú thắng trên lĩnh vực tinh thần. Có trong tim chú. Vậy. Ồ, Được chị chưa? cũng có thể. Mày mắc mày chẳng đến mình muốn chú chấp mày một nước ấy. Ủa một nước, hai nước à? Ủa gì Mày đánh ở giữa đi. Ủa mày đánh ở giữa vậy? đi. Được chưa? Mày đánh hết nước này là chú bắt đầu chú đánh lại này. Chú chặn hết nước của mày luôn này. Rồi. Chắc chắn là chặn rồi. Được chưa? Ái chà. Được thì... Đấy. Kiểu gì nó đánh ở giữa. Đấy thấy chưa? Biết ngay mà. Mình phải chặn ở đây để mình đánh ở đây á, vừa tạo được nước đấy, vừa chặn được họ. Quá giỏi. Ở giữa đi. Rách Đấy. dây, bà Hoa thua gói, mặt cười. Bà Hoa thua gọi á. Đâu, nó vừa thắng đấy. À đâu, chú vừa
nhường đấy. Cái gì? Chú ơi. À không, Chú ơi. chú bình thường, chú bình thường. À, Đấy, ok. bình thường. Không được, đánh này khó quá. Chặn dưới đi để tạo nước đi. Ái chà chà. Hoa xác định chặn chú hả? Mày chặn chú là mày chết rồi. Bông lại like. Thế rồi làm nào, biết điều nào nhỉ? Đây, chú tạo nước đây rồi, chết chưa? À. Rồi, chú đi nhanh như sóc. Không ai có thể đuổi được chú. Rồi. Bây giờ đi đường nào nhỉ? Cho nó đuổi nhỉ? Đúng rồi. Ôi. Gì Đây. nữa rồi đấm con. Đâu ai đấm? Con Nhi. Con Nhi đấm hả? Không được đấm nó. Ừ. Ừ, không được đấm nó. Cầm cả cái chổi mà đánh. Trường mà chết với tao. Cầm cả cái chổi mà đánh. Đừng có đấm bằng tay, bẩn tay. Ủa, hoa chặn ghê vậy. Không được chặn chú nữa. Rackzai, cầm cây sex toy thông đít NS á. Cầm đấy là kiểu cầm cái đấy thì chắc là hiểu là nào nhỉ, đi ỉa không bao giờ bị táo nữa luôn. Đi ỉa không bao giờ bị táo nữa, nó lại chặn rồi, nó lại chặn hoài luôn đấy. Đây, chặn đi, chặn chú mới được à. Ái da, ta đi không cần nhìn luôn. Rồi Rackzai, bị táo là bị gì chú? là bị quả táo á, bị táo là bị quả Hai táo. đều nha chú. Hai đều nha. Hai đều nha. Còn lâu nha, hai Hai đều. Chú đều nha. đang Hai có đều nước bốn đây nha. Cái gì này. nhỉ? Ồ, con quy đằng đây nè. Thôi rồi. Ồ thế à? Ồ thế à? Nhường đấy. Ồ, thế Nhường à? đấy. Nhường đấy. Mé. Ba lá là thắng đúng Chết không? rồi, chết rồi mọi người ơi. Lại đi trước kìa. Con cũng tắt mấy con ngồi thiền này. Ái Dữ chưa? già ngồi thiền. Chấp nữa à? Không, chú không chấp. Chú đánh theo cảm tính. Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Ồ, ra là. Vại à. Chết rồi. Sao đánh hình mái nhà này. Mái nhà úp ngược này. Ai à, đánh căng vậy, đánh căng vậy, chặn trên. Mọi người bây giờ phải biết là cái nước đi của mình ấy, là phải chặn trên xong chặn dưới đấy, để những cái nước của họ không thể kết nối được với nhau đấy. Chắc chắn là năm nước ở đây là mình phải chặn ở giữa Rackzai, rồi. cầm cây chổi bôi dung dịch bôi trơn lên rồi. Vừa rồi mình vừa chặn ở trên đúng không, bây giờ mình lại chặn xuống ở dưới đấy, rất thông minh. Dùng cầm gây bổi rồi xong rồi chọt vào đi nó. Cái là khắp nhà, thấy chưa, chú bảo rồi mà, những cái thế bảo rồi, bị không thể bị táo nổi luôn đấy, chọc như thế không thể bị táo nổi luôn. Hoa ơi, tưởng mày ngồi thiền mà, ngồi thiền đi để chú thắng cái. Chú ơi, Ơi con vừa mới đổi avatar. Rackzai, trò cứt văng khắp nhà. avatar ở đâu? Ở trên Ân ơi, tại mày. Để chú, Avatar ảnh chú. hả, gì vậy trời? Ủa, ủa nó lấy đâu ấy, ủa lấy đâu ấy vậy trời. Trên ảnh kỷ niệm. Hoa nó gửi. Hòa nhá, chú khuyên mày nhá, nếu mà mày xóa hết tất cả cái Chú ảnh khuyên ở con nên gửi đúng không? Chú khuyên con nên gửi đúng không? Trời ơi, con biết mà. nếu mà mày xóa tất cả những cái ảnh của mày đang giữ, ảnh dìm của chú đi ấy, thì Con chú sẽ cho mày thắng đưa luôn, con thẻ 100.000. Đưa con thẻ 100.000. Khôn Đưa mày con bao giờ thẻ cũng chết, 100.000. khôn mày bao giờ cũng chết. Đồ đồ thế, đã thế ván này chú sẽ quyết tâm thắng mày. Mày vừa đánh đâu mà nó vừa đánh đâu. Đây, chết chưa, vừa chặn vừa đi nước ba, quá giỏi. Ủa mày đánh đấy làm gì?
Ủa mày đến rồi đánh tiếp được đâu? Ủa thì con cũng có để đánh tiếp đâu. Rồi, đây gọi là cái điệu hổ ly sơn. Nó sẽ để ý vào cái nước ở góc cờ đấy. Đấy, thấy chưa các bạn? Nó sẽ để ý vào nước ở góc cờ đấy. Nhưng thực ra là mình đánh ở phía dưới. Đấy. Giỏi không rồi? Ơ, bọn nó đánh đâu ấy? Ôi, mình lại quên nhìn con mình rồi. Thôi đánh đi tiếp vậy chứ mình không biết là đánh nước nào nữa, chết thôi. Mọi người cho tôi gợi ý thế rồi để tắm hoa chứ. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Hương, cho chú gợi ý đi, không anh em phải giúp đỡ nhau, con trai đàn ông con trai giúp đỡ nhau chứ. Anh em con chim trời Hay. chưa thấy trời thì tự lần đầu tiên có người tin thằng Hưng là con trai Ơ vậy luôn hả? Nghe giọng con trai mà. Nghe giọng men lì mà. rồi, nghe giọng nó men lì lắm. Wow. Ủa vậy là giờ nó con trai hay cả con, hay là con bóng? Tập mình lì đó chỉ là một cái Đấy vỏ bọc chứ. thôi mọi người ơi. Wow. À, Ủa tôi... biết gì đâu. Tao cũng lại mày ghê. Rách dây, chú xài filter Doraemon S. Cái gì chú xài filter Doraemon à? Không, chú chỉ xài láng mịn da Ý thôi. này thôi. Đấy. Rồi vừa đánh vừa chặn luôn. Ván cuối, ván ván chung kết rồi mọi người. Mọi người ghét mình thì mọi người hãy cho mình một like đi chứ. Ủa ghét. Đúng rồi. Chú có thấy đứa đéo nào nó thích chú đâu. Hồi đinh, Thế mọi ok người ghét. không ghét chú thì mọi like sau được thả lá đấy nhá. Hồi đinh ok ghét. Hả? Cái gì Hoa? Hả gì? Ủa? Mày vừa bảo gì? Xài video mồm rộng mắt lòi hả chú? Để tí nhá, để tí. Chú... Thế này hả? Em Mười giờ rồi ơi... chú ơi. Ôi đã 10 giờ rồi á. Rồi, nốt ván này này để chú sẽ chuyển sang phai phai này. Rách Hey, dây, xài filter chú mồm rộng xem mắt lòi á. Thể dục rồi. không chú thể hiện đây. Hoa thì tuổi muỗi. Ai vậy? Cố lên Hoa, I believe in you. Rằng là Diêu thua. Ủa mày đánh đâu vậy? Chặn, còn lâu nhá. Chơi chú à, còn lâu nhá. You can find me. You can play me. Đâu rồi, mình xem nhìn nước con hoa nó đi vào đâu nhỉ? Cảm ơn Trần Tuệ Mẫn nhá. Bây giờ mới like. Ái chà, chặn tiếp. Tuổi đánh đâu đây để chặn qua. Tuổi tạo nước năm ở trên này đúng không? Rồi, tuổi Rách dây, nhìn mặt chú tếu tếu. mặt chú lúc nào mà chặn này, mặt chú lúc nào mà chặn đẹp, nhầm không có tếu. Xem nào, nước này là đi đâu nào, nước này của nó chỉ mang tính chất là chặn mình thôi. Đánh này, chặn đi, chặn tiếp đi, biết ngay mà. Rồi, nước 4 rồi, nước một nước nữa là lên 5. Ủa rồi chỗ đâu mà chú đánh? Ở nhỉ Rách dây, chú giả giọng trầm cho men lì chú. ra Ôi chú giọng đánh trầm nào. cho mình liền thì chúng ta giọng trầm cho nó mình liền luôn. Ủa tôi đang đấy rồi đánh đâu à, mà còn nước 3 ở đây đúng không, chặn mà chết mẹ mày đi. Rồi á, ai cho mày đấy? Cái nước đấy là nước chú đang tích trữ từ đầu game đến giờ. Ai cho mày đánh đấy hả Hoa? Giờ mày đánh đấy thì chú phải đánh đâu bây giờ? Chú hết Rách sạch dây, nước rồi. men lì gì? Qua mền đúng không? Mền không? Mền không? Không men nha, nhưng nghe nó rất là ghê nha. Ghê không? Ghê lắm. Đứng gần mấy chút.
nói chuyện như cách một người bình thường nói chuyện đi. Giọng thẳng hơn vẫn men hơn. Rồi hồ, rồi hồ. Rồi để mình để lần này ta khẳng định với mày đứa nào mà bảo không men nữa thì ta chỉ có nước đi đầu đất rồi nhá. Alo men chưa? Men chưa? Mà tôn đi chú ơi. Men. Ủa chú đi đi. Mày nói chuyện. Đây. Mày chết chưa? Mày nha. Mắc men rồi. Bạn tuôn đi chú ơi. Đi đi tay rồi chú. Ủa mắc thì mày đi vào đầu sao? Đây, mày chết rồi. Sau đây mình sẽ gửi cho các bạn một liên khúc tùn. Tùn thủ ra tay này. Rách dây, hảo men lì, mặt cười lộn ruột. Lâu đài cần ái đi. Ủa chết bà lắm nhờ. Mày ngu chết chưa? Thế được rồi, cho mày đánh lại. Đấy, ra đây có nước nè. Chết rồi. Chết đi chú rồi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát. Ủa mày về đánh đâu mày? Trong đôi cánh. Không bảo nãy giờ có không giữ mình đường tìm chứ. Thì lẽ ra nó phải có một cái dấu đen đen được gọi là ghi là vừa mới đánh. Đối thủ vừa đánh ở đây nè. Đấy. Đây không có một cái nào hết về luôn á, giống như kiểu đang trêu người mình vậy á. Chắc chắn là nó sẽ liên quan đến cái nách cái nước rách mà nước gì có rút củi đáy nồi này. Đánh vào đây đấy, chắn đi từ giả giọng gái đi chúa. Cái này đã là giọng gái chưa? À đâu, chú có thể kiểu làm... cái này giọng vợ chú, cái này giọng vợ chú rồi. Giả làm con gái luôn á. Hai, say hai. Ôi, thì mẹ mày tướng thu thê vãi lồn. Ủa mày vừa đánh đâu ấy hả? Mẹ luôn. Trần Tuệ cứ để con giả giọng nói lại. Chú, mặt cười. Mẹ, có cả. Không giữ mất đường tìm. Này thì không giữ mất tìm này. Chẳng ngờ đúng không? Biết thừa đây nè. Ái chà. Anh đưa em vào bằng tiếng hạt. Chắc tôi cánh dung tiền thần. Dường Rách danh, chụp sao? Chụp. Dường như đắng đã làm nách em thêm mùi. Đánh đâu được nhỉ? Đây, tạo nước này. Mùi hôi kia nó bay qua mũi anh. Chết rồi. Trộm nhìn anh khẽ cười. Thấy hôi về lờ. Đau trắng em bây giờ. Cháo lòng. Mình để chặn đủ đúng không? Rách dây. Gớm quá. Đánh đâu nhỉ? Đánh đâu nhỉ? Đánh đây. Đánh đây để chặn đi. Đánh đây để chặn đi. Đấy. Gì đấy? Ủa mày đánh chưa hóa? Chết rồi, nó đánh rồi. Nó đánh đâu rồi? Không biết. Bé, ván này rất căng thẳng lắm mọi người. Căng thẳng quá, quá căng thẳng. Đây, chết chưa? Đấy dạ. Đây. Rách dây, chú làm ông nội con đi chú. Đây. Ừ, chào cháu nhá. Ừ, chào cháu. Đây, sỏi, đánh thần tốc luôn. Đánh như Tây Sơn thần tốc luôn. Đây, sỏi. Thôi, đánh vậy mà đừng cụt rồi.
Ái dạ. Con win nha chú, con À, win ghê. nha, con win nha, trời ơi. Đâu, 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 đâu. Ván này Con chú win tát rồi. rồi. Đâu, mày 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 đánh được nữa không? Mày đánh được 5 nước không? Đánh được 5 nước không? Mày đánh được 5 nước không? 5 nước mới là thắng cơ, đây 4 nước đúng không? Chú tát mẹ trình duyệt rồi. Chú tát trình duyệt rồi, chú có chơi nữa đâu. Chủ chơi ăn gian đúng không? Rách Đâu, dây không cho có chú có tiền gian. Indo gì xem. Đâu. Chơi Đâu vậy chơi không mà phải. với má ai gắn đâu Chú mà chơi chơi. như lẹ. Trời Đâu có. Đâu. ơi. Để người, để mà Chú. người con hoa luôn cũng mong chú lương, chú lương hoa. Trời Chú ơi. Không tắt trình duyệt rồi. Hết thể rồi. Thế là hiểu hoa là được. không lên được rồi. Ok. Không thể hiểu được. Chú biết cứ Ừ, cái quần què. Rách dây, Lương Thị Sơn. Lươn Thị Sơn á? Không phải Lươn Thị Sơn mà là Chúng chú phải làm gì đây chứ? mày có thể gửi cho chúng một cái ảnh để Anh chú ta tặng thay con đấy. avatar. Được rồi, thay avatar 3 ngày đi. Ừ. Thay avatar 3 ngày. Cáu. Cáu. Chết Chú thử bà nói tiếng thôi Trung đi chú. của Ní con đề. hảo. Rồi. Náo hỉ. Lúc đầu chơi chú hai không tin đặt bình biệt bình biệt bình biệt Hên thôi. À đâu, chú ô nhường đấy, nhầm. thôi 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 Chú thôi 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 chú chú nhường ơi đấy. thôi chung đi chú Đấy tỷ thôi số 2-3 mọi người. thôi 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 nào Thử nói tiếng Trung hả? Sa răng hê. ủa đó đi Ở hàng à, đâu thôi rồi, nhầm nhầm. Tiếng Trung gì? Kimochi. cái Ok chưa? gì em ơi cái gì Đó, vậy để nhầm chú ơi. nhờ, quên nhờ. cái gì mà ní hạo À, ní hảo. Đúng rồi, náo hỉ. Ok. rách dây Hào ủa hảo, tưởng hào lúc nào hán là em có nữa. bồ nhí à Ừ, hào hán, hào hán. Coi như là thua được chưa? Ủa gì vậy, ai biết. trời Yamate. không được tu ma tê Rồi, thế bây giờ là chú lấy ảnh của mày để ấy luôn hả? con mới gửi Mới gửi hả? Anh đưa em vào. Đợi tí để chú reset cái trình duyệt cho mọi người ngắm nữa. Được rồi, bây giờ mình sẽ Rách kiểu thay dây, thay 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 à, mà bố mày. Đây đây. Trời, sao nhìn nó mờ tịt này trời. Mày không gửi một cái ảnh nào nó rõ nét hơn được à? không, do nên nó Em giấu là Facebook của con đê. thì phải xét à, buồn ghê. 3 ngày nhá. Công lại á ha 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 À, mà bố mày. Đài ảnh lên này. Đây. Anh đưa. Đây nhá. Chuẩn luôn, chuẩn luôn mọi người, đúng không? Đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ để như này. ủa chú cái gì giảm Thế thôi, để lên thường là chú trên này nhá. Được rồi, không để xuống không dưới nhá, mình sẽ cái để gì lên trên nhá. mà thường Ok nhá. tổ Hoan hô hoa. chức Đúng. cho lên cái nhà này vậy Đâu, đây là ảnh trước cửa sổ nhà hoa, trước rèm hoa nhà hoa. mệt quá lươn mệt quá Đâu đây, mình đang quảng cáo cho nhà hoa đúng không người? Hoa được thế sướng lắm ấy. Thôi được rồi, để chính xác nhá, được chưa? Nhưng mà mình sẽ vặn thêm bên này đấy. Chuẩn rồi, avatar mắt đẹp hoa. Đẹp hay hay lấy bờ môi quyến rũ nhá. Đấy. Ảo thế này lại đẹp hoa. cái gì vậy trời để thôi những người bình thường đấy Hoa cẩu. Được rồi, được chưa? Đấy, nguyên cái đầu nó ở không giữa. thể mạnh có cần con đường Nha. gì của nó cho Mô chú tả thua kèo. rồi lỡ chú thắng nè lỡ chú thắng giờ 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 con dùm ra cái mỏ chú nha được không được không Có chơi nữa được đâu. không Chúng ta có chơi nữa đâu, có cần con đưa ảnh dìm của nó cho nó. Có. để gì nha
để tạm thời, để ôi chết rồi, có một ngày, một tuần, một tháng thôi. Thôi cho chấp mày chứ để một tuần luôn. Ôi trời, ngại quá. Lêu Kết bạn Facebook của con đi. tí nữa đợi xíu. Bây giờ luôn đi. À, từ từ bây giờ mới ấy được, có thấy thông báo đâu, Chú để kết xíu bạn đi. đi. Có thấy thông báo đâu, từ từ. Xong rồi sang Facebook kết bạn quá à. Inbox vào fanpage nhá, inbox vào fanpage nhá, mẫn nhá nhá, đừng đừng để nó hoa biết, đừng để hoa biết, mình nói nhỏ thôi, con hoa nó không nghe thấy đâu. Là mấy bạn không thấy thật mà, không thấy thật mà mọi người, đầy thì không thấy đâu. Công lại, em mờ gửi là tôi chửi trên live cô em mờ nghe. Mày mà gửi á, là tao chỉ trên like cho mình nha, con đi. Em con hoa nó đầu gấu nên giang hồ nhỉ. Em cái đồ giang hồ. Mọi người đừng chơi với giang hồ, chơi với chú đi, con người hiền lành thân thiện, thánh thiện nhất của Thôi đất này nghe mắc luôn. kẹt quá. Con chưa em đi, nghe mắc kẹt quá. Thánh thiện nhất hệ mặt trời luôn. Thân thiện mất hạt nhất hạt mặt trời luôn. Ơ chẳng thấy sao. Ui trời, sờ, sờ chim mờ. Sờ chim mờ mẹ chiều view ở nhất hệ mặt trời luôn. Lời mời kết bạn không có thật nhá. Không có Hưng nhá. Để chú đưa lại cái link cho Hưng. Bu Để. Hay là ở bên. Đây. Được chưa. Đây link công đây. lại Nhấn mũi lại mẫn đi, em nhấn cay vào lại giận chín đi. mặt. Đĩ Mẫn nha. Mẫn ơi. Mẫn xinh gái. Tuyệt vời Mẫn ạ. Mẫn xinh gái. Được chưa? Đấy, gửi được chưa? Xong rồi nha. Chúng ta tiếp tục đến với game tiếp theo. Như mình đã hứa là hôm nay sẽ chơi kiểu Free Fire rồi thì thoải mái mọi người. Mai gọi tôi chửi này con. Để xíu mình sẽ Trần bật Thủy Free Mẫn, Fire ở mai trên đưa em ca chú. Free Fire ở trên máy tính vậy. Điện thoại mình đang sạc. Không cả. Mai đưa nha chú. Dark Deception. Dark Deception là ảnh 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 tối hả? Mai tôi gọi tôi chửi này có à. Thế như là chủ nhật này mình đi hiến máu, mọi người bảo mình nên đi hiến máu không? Mình hiến thì thực sự là Trần Tuệ ôi Mẫn, lại phải cập nhật ok đây. chú. Ok. Hiến máu ấy thì mình bảo các bạn này, hiến máu thực sự là nó rất là kiểu chú tạo kiểu sexy đi. Game ấy, Dark Deception là game mà. Để tìm nhá. Đây đúng không? Dark Deception. Vậy là sao rồi? Ơ, Sao ôi, sao? ôi, 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 ôi. Nói về vụ hiến máu nha, em kể em cái lần đầu tiên á, em giao con mạch máu cho em cho những viên thực tập á. Rách Ôi, dây, lát tìm dùng con xì người to ta gì cầm nha chú. cái ống kim á, người ta đâm vô nha, vô mạch máu của em. Mà đâm sao nó không vào, nó rút ra đâm vô lại, Ô nó cái rút ra gì? đâm vô lại, nó rút Cái ra gì? đâm vô lại. Mà Mẹ ba ông sinh viên đứng ngó nhau, rút ra đâm vô, rút ra đâm vô. Mặt em tái mét luôn. Ôi vãi cả hồn, nó cắm 2 lần, 3 lần nữa thế thì mẹ cái nhiều lần. lắm. Tôi đập vào xong mặt làm nó luôn. xong làm quả gì biết không anh, nó đâm vô nó ngoáy ngoài. Ngoáy ngoáy em Ừ ơi nó tổng má ô đau sợ thật sự. là mình thì mình đập vào mặt nó mẹ mình rút cái dép rồi nhét vào mồm nó hay ơi người ta thấy nó thiếu mặt Trần Tuệ Mẫn, xê cô mình xin lỗi bạn Bùi Thị Quỳnh Hoa, mặt. cho mình xin lỗi bạn Bùi Thị Quỳnh Hoa. Có nhất thiết phải lôi họ tên nó lên không? Thôi nói mà Quỳnh Hoa thì được rồi. Gửi đi chị chơi game gì ấy, đang bật Free Fire nhưng mà nó bắt cập nhật ấy. Nghe nói là cái gì nhỉ? Hiến hiến máu là tăng cân đúng không? Mọi người nên đi hiến máu mọi người ạ. Hiến máu tăng cân đấy mọi người, mình hiến 6 lần rồi. Mình hiến 6 lần liền rồi. Tăng cân đấy. Tăng từ 53 lên tận 49 cân. Mắc tăng luôn. Rồi bật mãi không được.
Cảm ơn ai vừa like, mình chứ không đọc được like luôn. À, bi Rách dây, ok, bi hiến đau không chú? Hiến đau không chú á? Không, không đau đâu, thể không đau. Lúc mà chơi cả năm chắc thôi. Thực ra là bây giờ còn còn đang đang tìm game. Ồ, phải mua ở bên Steam hả? Tôi thấy mẹ rồi mọi người ơi. Dark Deception. Game này có co-op được với người người khác không? À, Gen. Ông lại, Trần Tuệ vẫn em mờ coi trường cao. Ôi nhìn thấy thì ghê rồi, thấy thấy mẹ rồi. Game kinh dị á. Không, Rách đây gửi đây thoải mái. Chắc game trò chơi, chơi game 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 trẻ con thôi. Không có kinh dị đâu. Thôi 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 thôi. Ôi dồi ôi, nhìn nó thế này chắc tôi không muốn chơi nữa luôn đi. Ghê vãi, thế nó phải tải bên Steam để tìm nó bao tiền, nó phải mua không? Mua để mình tìm xem nếu mà có crack thì mình cũng biết. Hảo game. Ủa, Gen nét hấp dẫn thế cơ mà, bạn mặt Lâm cười. Nhi bảo là tao thấy thiệt là may mắn. Ủa, may mắn gì đây? May mắn gì đây? Nhắn tin riêng nè. Nhi ơi, nhắn tin riêng nha. Nhắn lộn xíu làm gì căng. Ồ, game này 518.000. Game 518.000. Để tìm hiểu nhá, mai Rách kia dây, tìm hiểu chơi xem game gì em anime mốc dục và cái kết. là tải ở đâu nhá. Cái gì đây? Ui trời ơi, nhìn nó đã cắn cắn lại thấy ghê rồi. Nó dồn kìa. Dồn vãi cả. Eo ơi, bây giờ chạy đâu? Chạy ra đây cũng gặp nó, mà chạy ra đây cũng gặp nó. Ghê vãi. Từ từ, đang đang vào game Free Fire mọi người. Vào bây giờ này. Chú kết bạn với con đi, chứ con lười kết bạn với chú lắm. Cảm ơn Tị Mẫn đã ném vào mặt mình một follow nhá. Genet, Nam Nhi mà sợ cái gì ông ơi? Ờ đúng, Nam Nhi sợ đếch gì? Ui con rán kìa, ui trời ơi. Sao mà ai cũng có phân tướng với em, mình không có rồi chú. Ai biết. Ủa, chắc tại tấm lòng thành là không có, đúng không? Không có tấm lòng thành, chỉ vào cho vui thôi chứ không có tấm lòng. Người ta phải ghét chú ấy, người ta mới được fan cứng. Đúng không mọi người? Đúng 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 đúng. Thế à, thở đã. Con rán thở đã. Rồi nói ý. Này nói vậy thôi á. Nhanh vậy. Đúng nhanh vậy. Từ mình tìm lại cách để đọc comment đã nhé. Ông lại cũng còn ghét chú muốn ỉa chảy. Mày đã còn ghét chú muốn ỉa chảy luôn á hả? Vừa phải thôi chứ hả? Chú ơi chơi nhanh đi, sắp 10 giờ rưỡi rồi đấy. Ôi giời ơi. Được, chơi nhanh nhá. Mọi người bây giờ vào vào team đi chứ, bây giờ mở cái kiểu gì nhỉ? Bây giờ mời mời các bạn đi gì nhỉ? Ông lại, ghét chú muốn ẻ ga cục cấp 10 mét. Ghét chú muốn ỉa ra cục kích 10 mét cơ. Ghê vậy. U là trời. Ở đây là voice net feed đây thôi.
Được chưa? Có ai vào game nữa không nào? Mình đang chơi bằng máy tính nhá. Nếu mà chẳng hạn nếu mà có khó khăn quá về việc chơi thì để còn Không mình còn lại, biết mình có chơi tấm lòng sao. ghét chân thành, hết. Ủa, thế yêu thì giả dối. Yêu nhau thì giả dối. Còn ghét thì lại chân thành. Ồ, con người bây giờ nó buồn cười, nó mắc cười luôn á. Ôi, cái thằng kia nó phi xe sợ chết nhỉ. Ai dích đây bày đặt chơi nhân vật free. Bày đặt chơi nhân vật free. Còn mình muốn chơi nhân vật xịn đã đeo được nó lại còn. Trần Tuệ Mẫn. Cái gì vậy? Bờ môi quyến rũ hả? Ủa sao đứa nào cũng có cái hành động vậy sao mình không có? Ủa lên level 10 có à? Chắc lên level 10 có. Dế kìa, cái thằng lóc nó bị khóa nick Facebook à? Do chơi nhân vật nữ cho người ta khó bắn á. Rồi người ta khó bắn hay là người ta dễ bắn hơn? Ủa người ta không bắn bằng cái súng mà cầm trên tay á. Ê, nó lại đưa cái đũng quần ra trời. Được chưa chơi nhé. Được chưa, chắc chả có ai nữa đâu ấy ạ. Cái gì nhỉ? Bi ạ. Chơi đi. Thì chơi Battle Royale sinh tồn ấy. Chứ còn bắn đối kháng không chơi được đâu. Ok lại còn ở. Anh đưa em vào bằng nhóm hát. Đợt trước là vừa có ai ai bảo mình thử tune bài nào ấy nhỉ, mình quên mất rồi. Mình quên mất ai bảo mình tune bài nào. Còn hả chú? Bảo tune bài gì? Đây này. Hello Quảng nhá. Đâu? Bài gì? Ông lại, nãy 7 mắt giờ còn 4 từ khi chú vô game. Nãy bởi mắt rồi còn muốn gì chú game á. Thế làm nào được? Ủa? Bây giờ người ta không thích chú chơi game làm nào được? Chú không thể. Chú vẫn biết là mọi người ghét chú mà. I know. Un bài tin vọng cổ được không chú? Tin vọng cổ à? Sao anh mới ban chiều đâu? Sao anh mới ban chiều? Để chú. Ông lại còn ghét chú muốn ỉa. Wi-Fi hả? Ừ, Wi-Fi. Định định bảo ai vào cũng không chả ai vào thế vào trận mất rồi. Trận sau nhá. Chơi game kinh dị cho nó vui á. Kinh dị không thấy vui, mọi người vui với mình không có vui luôn á. Thế mà nòng, thế mà mày viết chứ, mày viết cái chữ L, mày viết cái chữ LONK mà mẹ mày nghe như kiểu là mày chữ lòn á. Cộng một kinh dị thôi thấy mẹ rồi. Còn slot không anh? Đỗ Đức Hoàng, Còn còn một slot slot không anh? nhưng mà vào trận mất rồi. Platino. Ủa, trong này có phải Latino hả? Để ý trận sau nhá. Trận này nhanh mà. Ủa chơi ba hả? Không ghép cặp thêm không? Không sao vậy, không sao. Ghép cặp thêm thì bạn ấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Rồi luôn, thực sự mình cũng mới chơi bằng máy tính rồi mình cũng không biết là bây giờ phải chơi kiểu gì luôn. Sợ là ấy. Hồi đinh, 2p sau anh Sơn chết. Gì vậy? 2 phút sau anh Sơn chết. Này xin lỗi đi. 1 phút 59. Sao đi chậm nhỉ? À phải nhấn ship nó mới đi nhanh. À nhấn ship nó mới đi nhanh. Này bảo đảm chú thua. Ủa đã bao giờ thắng đâu. Để luôn nó bị lắc lòi đấy mọi người.
Ái da, thằng nào ném bom đấy? Xem tao đây này. Đấy, trời ơi. Thôi chạy 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 chạy. Em chạy em chạy chạy. Em xin lỗi em xin lỗi. Đấy. Chết boy net hit rồi. Ô, chết rồi. Hết. À! Thế luôn còn chưa được 2 phút đấy. Ơ thế luôn Nó hay chưa? mình bắn nó như thế Không nhỉ? mà. Tá ha 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 ha. Há còn què vẹ. Còn chưa đến 2 phút ý. Hề luôn. Bắn 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 xịn sò như thế mà nó dám bắn trên chết mình trước. Đấy, thực ra là mình cố tình chết để cho Quảng vào đấy, Quảng ơi vào đi. Kiểu ông hoàng bắn súng chứ không phải chơi game. Kẻ làm Saitama mọc tóc. Nào lắm biết danh vậy. Zenet, bắn nhau làm gì? Mình làm gì? Thì gọi là mình tập luyện cái game này, thực sự là mình chưa thể hợp với game này luôn. Quảng đợi đợi tí cho Quảng vài nhá. Để tí cho Quảng vài. Game này mình thề luôn bắn bắn không thể hợp được. Rất là ngại. Quảng đâu rồi? Anyone? Cái gì? Nếu con game này là một nghệ thuật thì việc giả con boss ship đồ cho người khác là một nghệ nhân. Ở thế lại ngon. Đợt đợt Hồi đinh, có nếu con game này là một nghệ thuật thì đợt đợt mình ship đồ cho cái Jack 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 Lee này này, cái thằng mà có con bé này này. Sổ ơi nó mặc cái mũ ba vào thôi. Sổ ơi nó cần tìm hơi bị ấy luôn. Top 10. Ừ, top 10. Thế này. Ship cho hẳn cái mũ 3 top 10. Suýt lên top 1. Hay lắm. Ủa Quảng đâu rồi má? Ủa cái trang đội Quảng đâu rồi? Hồi đinh, ý con là chú lút đồ cho đã xong chết. Xong chết rồi đưa đồ cho nó. Hiểu I know. Quên mang cái gì? À, rồi rồi rồi. Đợi tí nhá. Quảng đâu rồi để nhắn tin cho Quảng nhá, đợi xíu nhá. Anh đưa em vào nhóm. À đây, đây, đi dùng điện thoại vậy. Mẹ bắn một máy tính mà thua mấy thằng bắn điện thoại, nhục như một con người. Thề luôn, nhục nhục quá ngục luôn. Ủa ai vừa chia sẻ một phát Quảng à? Quảng Quảng Quảng. Để tí nhá. Công nhận đấy. Trước mình chơi kể cả chơi PUBG gì thế. Đôi lúc mẹ nhặt áo ba mũ ba rồi. Xong đến vòng bo là chết. Mẹ. Thề luôn chết không phải vì nó bắn, chết vì bo trời. Không có. Zenet, bắn nhau làm gì trong khi ta có thể giàn? Hả? Giản hóa. Được rồi, để tí vào xin nhá. Để tí vào kiểu lạy lạy chúng nó nhá. Lạy lạy chúng nó xong rồi bảo chúng nó là anh ơi đừng 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 có bắn em mà. NH3 cộng HCL bằng bao nhiêu chú? Ủa? Một một cái dãy số à, dãy Hồi chữ. đinh, xíu gặp nhau cái anh bạn này. Một cái dãy chữ mà lại cộng vào nhau lại bằng bao nhiêu? Thế nào? NH3. Ủa NH3 chẳng lẽ anh cứ chơi đi à? Chơi đi ấy ơi. Ừ được rồi nhá, anh cứ chơi đi. Xí vào nhau đúng đúng rồi, xí vào nhau anh bạn à. À thế, ok nhá. Cứ chơi đi. À cứ 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 học đi. Như có hồi đá thêm code vô kìa. Kệ. Quay. Đỗ Đức Quảng, em đi làm bài nốt tí. Đây. Ê các bạn ơi, các bạn ơi đừng đánh nhau nữa. Đợt này toàn boss không nè. Sao biết? Sao biết? Từ giờ Trời mình còn ơi, nhìn là biết rồi, em chơi lâu rồi chứ bộ. thế á? Có chủ mới chơi rồi thôi thì. Ai biết được, mới chơi mà không biết được. Hey, thế thì trận này cố gắng phải top 1 Đỗ nha. Đức Quảng,
Michael Katie không đủ chết. Michael KT mẹ. Ok nhá. Boss ông luôn. Thầy. Thế trận này mà còn bị nó bắn nữa thì nó bắn chết nữa thì chắc ỉa ra quần. Trận này mà còn bị boss nó bắn chết chắc mình ỉa chôn luôn trên livestream mất. Đỗ Đức Quảng, hôm nào rảnh em chơi. Thế nhá. Ấy nói về học hành. Ôi giời nhiều ấy lắm, nhiều nhiều việc. Bàn với bọn này nhiều nhiều những cái nhiều những cái để mà nó nói lắm. Nói chung bọn nó đề cập đến cả mấy cái vấn đề 18 cộng luôn. Thề luôn. Đấy, nói. Các cậu có mấy ngón tay ạ? Ở đấy, đấy nó bàn cái gì bàn cả có mấy ngón tay. Sao không dùng ép được? Đỗ Đức Quảng còn đang phải thi nữa. Ấy đi, rồi ôi anh bảo rồi, lúc nào cũng học xong, mình phải giải quyết hết tất cả những việc học xong đi. Học xong rồi vào chơi, vào xem. Chứ nếu mà chưa học xong mà vào xem á, thì chắc là anh đuổi ra nhá Quảng nhá. Anh đuổi luôn ấy, không nói nhiều. Ê có cái su su rồi để làm gì? Mua đồ. Đúng không? Mình thấy cái su ấy rất là lạ lạ nhá. À có thằng mình chết. Chú ơi. Ơi. Genet có bốn ngón giữa nha. Nghe thì... bảo boss hay boss? Boss. Boss là boss, boss chứ BOT ấy. BOT chứ còn boss là kiểu là ông chủ ấy. À có AK này, mình rất thích bắn AK. Mặc dù AK nó giật vãi, là thề. Rồi, Đỗ Đức đi. Quảng, PP anh nhá ra làm tí tẹo sóc anh. Ô vừa rồi có con đí nào nó bắn mình ý. Em ơi thề. Nó bắn ở đâu đây? Hay là bắn chết nó rồi? Đùa. Đưa em vào để luôn trên like ở đây không được bật nhạc buồn mắc buồn like ở đây chắc chỉ bật nhạc nhạc nhạc, nhạc. Kiểu nhạc nhạc sẩm ấy nhạc chế Genet chạy nhong nhong nó vã cho biểu tượng Pacman like đây mà dã mẹ, mẹ tao này để mày dã được xin lỗi đi. Ôi, nhảy mà cũng đau cái này á. Nhảy từ trên xuống tí thôi mà. Này kể cả mình nhảy từ trên xuống mình cũng chả bị đau, bị như thế đâu. Thật. Live bên... Nhưng mà bên này nó bắt bản quyền của anh mấy lần rồi. Bắt mấy lần rồi. Mà mình bật nhạc cả nhạc NCS nữa thì từ đấy mình chả bật nữa. Thế luôn, chơi cái này bị nào ấy. Ủa thế từ 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 mình phải nhấn nhấn bản đồ ở đâu à nhấn bản đồ chữ M. Thôi Đinh, thôi mình làm nhạc luôn anh, mặt cười. Xôn xôn thế. Siêu giỏi, siêu giỏi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay dưới kìa. Đấy, thấy chưa? Trời. Bắn vào giữa đít. Trời. Thằng này nó không có một khẩu súng luôn mọi người. Thế mẹ rồi. Thế chơi gì nữa. Genet, bot đó bro. Thì biết là bot mà. Bot gì có một khẩu súng vậy. Thường nó phải có nhiều khẩu chứ. Chú ơi. Ơi. Chú có mấy ngón tay vậy? Chú có 10 ngón tay. Trời. Có người mà bị đặt có mùi ngón tay. Ủa hai bàn tay của em
đi âm muối cho hoa si âm đây. Con người mà bày đặt có mười ngón tay. Ừ, thế, Đúng rồi. ý mày là gì hả Hoa? Dành lên Chú. 9 ngón rưỡi. Chín ngón Giọng rưỡi. hoa nó nhìn nó loli vậy. Cái gì? Giọng con hoa nó như cái gì? Lô đi Nó lưu ly á, nghe nó mắc địch lô luôn á. đi thiệt thiệt luôn, đồng ý với ý kiến của chú nha, thiệt luôn. Ủa rồi giống chỗ nào? Ủa à, ơi, ủa còn ném nè. Ủa, mình vừa cầm dao ném nó nè. Trần Tuệ Mẫn, dạy mày có nhiêu ngón? Thế mày có bao nhiêu ngón kìa? Trời ơi, con có 11 ngón rồi, nó ghê chưa? Ủa, vậy luôn. À đâu, con có 20 ngón. Có 9,5 ngón. Hai chục ngón ở đâu mày bảo chú cái. Thêm ngón chân nữa. Mày vừa bảo là tay có bao nhiêu ngón, bây giờ mẹ bảo là thêm cả ngón chân nữa thì là thế nào? What the fuck is going on? Gen nét, tính cả chân rồi. Ừ, đúng rồi, Ôi, vậy giờ trên người chú có bao nhiêu ngón? trên người chú thì chú có 20 ngón. 20 ngón hả? Ừ. Trời ơi, con có 5 ngón. So Chú bị người ta fucking dắt mũi rồi. khó hiểu. Ai chạy giống kiểu Naruto mọi người. Gen nét, Naruto. 19 ngón rưỡi. Sao? Sao mình không bắn chết được thằng này nhỉ? Đây rồi. Bắn đeo tốn đạn. Đấy, bây giờ phải lại gần cho nó phát vào giữa đít. Chết. Quá giỏi. Ôi, được mũ ba này. Ê, Jake, Jake ơi, lấy mũ ba không? Chú. Ôi. Chưa. Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Đùa, mình đang ship đồ. Đùa. Đây không phải là đùa, mình đang ship đồ á. Vừa Hưng nó bảo gì ấy? Con có 9,5 ngón. Ủa, ôi Hưng hoa hồng mọi người. Idol Hưng hoa hồng 9,5 ngón. Revive chưa? Revive mình đi. 19 lại 4 rưỡi. Gen nét, quay tay khoái lạc giúp bạn hồi máu. Hồi máu gì chết mẹ rồi, lấy đâu mà hồi máu. Ai vậy? Nhắn tin quài. Đập mẹ điện thoại đi bây giờ. Ái à, ủa nhưng mà sao sao kiểu mình nhìn kiểu các bạn bắn nhá, nó như kiểu nó như hơi 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 bị gọi là check check lên là sao, sao sao lại bị check check lên khó hiểu. Con chào chú, xin Hello lỗi Đức. chú vì xin lỗi chú vì mấy ngày nay không vào xem game chú. Ui vào những đáng gì đâu, không sao Biết sao không? sao. Và học. Thì đấy, chú bảo rồi mà, đứa nào phải học phải hành thì thôi cứ cố gắng mà học, học xong rồi vào coi chứ đâu nhất thiết là phải phải coi đâu, ai ép ai đâu mà. Ô kìa, đằng sau kìa. Chú, cái Ồ, bạn là cháu đi. Cái bạn là cháu. các bạn ở đâu?
Thế mà bảo là trận này toàn boss. Naruto Simulator. Sao đợt này có nhiều mà. Này bán trận toàn này. Trận này toàn boss này. Nhưng mà chú gà hơn cả boss luôn. Điên à, nó bắn chết cả mẹ một thằng chiến tướng rồi đấy. Chú ơi, kết bạn với cháu đi. Kết bạn ở đâu mà? Đang bảo kết bạn ở đâu mà? Hỏi kết bạn đâu? Chú kết bạn với con đi chú. Boss thì boss. Ở Discord á? Đừng với cháu. Ở Discord á? Rồi thoát đi chú. Con đi. Rồi thoát đi. À, ở game á? Ở game Free Fire này á? Chú, kết bạn với cháu. Đang hỏi là kết bạn ở đâu? Ở game hay ở Facebook hay là Discord? 3189. Chú ơi, kết bạn. Cháu đọc ID. Ờ, được rồi, đâu, đâu, kết bạn ở đâu? Đây, rồi. Rồi. Kìa, ở phần dưới cùng. Ở dưới cùng à? Không phải cái đó. Ở dưới cùng, bấm cái dưới cùng. Đâu, không quét phải rồi. Add cái khác. Ờ đây 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 đây. Đúng rồi cái đúng đó. Rồi. Ờ. Rồi 3189. 3189. 55466. 55466. Đây. Ok. Kết bạn với con đi, nhưng mà kết bạn với con làm bây giờ dừa đét đi. Gửi là mời chú. Ok. À Facebook gì? Ờ được rồi, đợi hết livestream nhá. Đợi hết livestream nhá. Chú. Hả? Ơi, qua hỏi dạo này chú okay có chứ? Mấy cái vai trò đẹp nhờ. Cái gì vai trò? Ừ. Đi cỏ đã. Cái đi cỏ ừ. Đã. À, ừ, đúng ad, rồi. Ad còn mi 6 và phát có luôn. Át con bi 6 và phát có luôn. Bây giờ nó nâng cấp nhiều kinh khủng. Ủa thoát hả? Sao kích ra? Nói chung mi 6 nó không phải tính năng nó không bằng cái con. Không bằng cái con gì nhỉ? Mi 9 hả? Nói chung cái con này có thể quản lý được server. Biết. Ừ. Biết. Cái này tham nếu gia. Mà chú biết nó cài. Xem cái kênh cái trang web của nó rồi. Nói vào đi, có ai chơi nữa đâu. Vào đi BB. Đấy, mình ôi, vừa thay chú mặc avatar đồ mọi trai người đấy. vào. Gì? Thay vừa thay avatar mọi người có vài người vào về cười cợt. Chị dâu tương lai à? Ô là trời. Mười giờ 47 rồi, thôi bắn nốt trận này đến 11 giờ vừa là vừa nhá, vừa đẹp. Trận này toàn boss không mà. Lại toàn boss rồi. Ờ, toàn boss như vừa rồi ấy. Thằng này có phải boss không? Cái thằng mà mặc đồ nhìn anh da đen này này. Chú. Ôi. Boss là người hay là máy vậy? Boss là toàn máy hảo hán chứ. Miền núi. Boss là máy chứ. Mình phải cài, cài lại cái đấy. Được. Boss là máy, nó tự nó chơi á. Vậy thế là chú còn thu cả boss hả? Wow. Wow. Đâu, nhường boss đấy. Biết là boss nó kém mình nên nhường đấy. Nào, chú nào, ơi, nào. tắt Ôi. filter đi. Chú, tắt Ơi. filter đi. Đạo lý rồi đó. Cái mới yêu. Ấy, ấy. Cho cháu hỏi nha, chú chơi giả lập gì vậy? Ờ, giả lập này là game game loop. Game loop của
Tức là cái để chuyên thể cái Blue Stack hả? Không, game loop BlueStacks mà chơi mấy cái game này là bị lóc ạc luôn. Ui, thế mà cũng mất máu. Chán ghê. Nhập là D đúng không? Không, game loop nó tên là game loop. Đâu chú bấm F11 cho cháu xem ơi. F11. Sao lại F11? Ê, có cái khẩu này buồn cười lắm ấy. Nhìn khẩu nó buồn cười thật. Có thôn sơn này. Chú ơi, chú. Ờ, ơi, ơi, ơi. Chú mà... Ủa mà mọi chú mà tòa càng lên level cao quá là gặp người bị nhiều luôn. Thế ha? Wow. Ừ, thế thôi mình cứ để level chú thấp vậy. Bấm vào cái đạn cho chị cho chú cài đồ nhạy nha. Đây, đây, đây. Bấm F11. F11 đó, F11. F11 á? F11 là full màn hình. Đây. Ủa vậy thế? Đây, 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 đồ nhạy từ đây. Từ từ cháu chơi PC là cháu để full không hết á. Ừ, nhưng mà chú không thích để phụ. Còn độ nhạy SI là 1.75 ám về này 0.6. À, đây cái này được rồi. Chú không biết cài đâu. Thôi dùng 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 bình thường đi. Chú nên chơi BlueStacks 4 mượt hơn. Thề chú BlueStacks không phải đâu, dùng BlueStacks nó cấm game, nó không cho chơi game. Không, BlueStacks nó mượn nhiều. BlueStacks là nặng nhất trong những trình duyệt chú đã dùng. Ừ. Nặng nhất trong những trình duyệt chú đã dùng luôn. Còn không, chú chơi cái bản BlueStacks 5 cũng nó cũng mượt. BlueStacks 5 nó là cấu hình thấp. Biết. Chú chơi được. Nặng boy, nặng lắm. Blue này chú dùng thử một vài cái thôi. Kể cả nóc, nóc này. Ủa vẫn chưa thích tại định nhỉ? Cháu là thánh đi trên net mà chú. À, nên biết, cháu biết, biết. Biết. Vẫn chưa thích định nhỉ? Mình chỉ muốn đi săn địch ấy. Bắn chết mấy con địch đi. Này nha. Ông nào mà quen biết ba mẹ tôi ấy, ông đừng có nói là tôi đi trên net nhé. Ừ. Cô chú ơi, thằng Đức nó không đi trên net đâu. Cháu không nói là nó đi trên net đâu. Ôi thằng chú đừng di chuyển thế chú. Di chuyển như nào? Bấm bấm số 3 rồi chạy lên giết nó chú. Bấm số 3 hả? Bấm đâu số 3. Ok. Thế đang bấm có shift. Lý do để NS. Bấm shift hey. Nhảy lên nhìn xung quanh có địch không? Tập chú nằm bro. Thao tác phím nhanh mà chú. Hey, hey, thao tác phím thật nhanh. Chú không cần phải cầm súng đâu. Chú đi săn địch luôn đi chú. Cái gì vậy? Ui giật cả mình, thằng Zikli nó ném. Mình giật cả mình. Mình trước kia cháu cũng đi chơi net nó bị nhiều. Mình nhặt được khẩu súng mình nhìn mắc cười ghê. Gen nó bảo là càng nói là không nói cho ba mẹ thì lại càng có lý do để nói. Cháu đang định đi neo huyền thoại tổ chiến mùa đầu nè. Ghê quá nhỉ. Cứ lên neo không nhỉ? Có. Cứ leo đi, thoải mái đi. Trời ơi. Mình có điều kiện thì mình leo. Leo mệt lắm. Leo kiểu vậy nè, kiểu dạng như là cháu leo mà một phát nè. 17 trên 24 đó chú. Ủa? Leo 2 ngày liên tiếp đấy. Ui, thì ra. Lười leo lắm, mệt lắm. Vì vậy không dám leo. Thôi học hành xong đi á. Tưởng có thời gian leo không thôi. Chết rồi, bỏ quả nấm vào. Đầy sắc màu là nấm độc đấy. Thế á? Ủa thế thôi không ăn nữa, không ăn được nữa. Vừa rồi ăn phải cái nấm vàng. Chú,
Tí nữa chú ra chú chỉnh tiếng Việt đi. Rồi. Tí nữa ra chú chỉnh tiếng Việt xài cho nó Tiếng dễ. Việt á? Học Thôi tiếng. dùng tiếng Anh được, chú đang muốn học tiếng Anh. Thôi thôi thôi, cháu đây muốn học tiếng Anh chú ạ. Trời ơi, hai mạng rồi mọi người. Vỗ tay hoan Trần hô. Tuệ Mẫn, nấm hồi Bấm máu số mà 5, bấm ta, máu mà chú, cười. số 5. Số 5 à? Số 5 ạ. Rồi rồi, hồi máu, hồi máu. Bấm 5 muốn xịt quẹn luôn chú. À, Bấm tab vỗ lên tay xem bạn. kìa, vỗ tay kìa. Bấm tab lên xem ba lô chú. Xem sắc nó, bấm tab. Đấy. Chú nút xuống rồi có rác không? Không có, không có bom keo nhỉ? Bọn nó hay dùng bom keo nhưng mà mình rất lười lười dùng bom Zenet, keo. đó là ngoài đời con phai phai Chú thì tôi khi không. chú bị đau chuột ra chú bấm control nhé. Là ngoài đời Bấm con control phai nhiều vào. phai. Control để làm gì? Control để hiện chuột mà. Giả lập cháu chơi nhiều cháu biết. Ôi cái gì? Okay. Trời. Thôi thôi Ôi thôi rồi rồi. xong. Ôi mày thế. Bấm số 5 bơm máu chú. Năm. Bấm 5. Bấm 2 lần luôn chú. Bấm 2 lần cho đủ máu. Phải bơm phun thế à? Rồi ok. Eo tốn kê. Tốn kê là ơ Rồi cái phá gì? keo luôn chú. Phá keo ra. Phá kiểu gì? Bấm số 2 phá keo. Tìm kiếm, mới tập chơi à? Số 2. Mới tập chơi à? Ừ, mới tập chơi. Số 2 mà. M451 á. Bắn M451 á. Ờ à, đây rồi, đây rồi. À đây, nó phá rồi. Rồi. À, thấy chưa? Ui, bo 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 vào ấy, chạy 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 chạy, chạy cong đít. O bấm số 3 chạy cho nhanh. Rồi, ok. Ừ. Nào, giết được hai con boss. Ôi, xời, chơi tỉnh thế không biết nữa. Dựa để mình chơi, mình vẫn quen chơi. Mẹ thằng ấy chạy giống y hệt Naruto luôn thề. À đấy, ăn nấm này. Nấm này thề luôn không bị độc. Mình vừa ăn nấm vàng xong. Nấm, chắc là nấm đỏ là bị độc. Zenith, tốc độ ngang bằng Sonic. Ngang bằng Sonic ngang Sonic. Rồi luôn. Tân đồ đậm. Bốn follow me. À được rồi. Số 4 ở, ở đây 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 đây. Thì vào mẹ bo rồi thì bắt đầu mới lấy được cái Không làm, xe. chào u. Đi. Vào mẹ bo đến nơi rồi bắt đầu mới kiếm được nổi cái xe. Chào bông lại. Không Ủa lại không hình. được chơi với chú rồi. À mày 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 thắng kèo chú rồi, mày sướng rồi còn gì nữa. Con là có chơi FIFA là cũng chơi rồi đúng kiểu không? À. Đâm chết nó đi. Đúng Đi. rồi, thế là đâm thật. Thương bé. Thương bé bị đâm phát chết luôn. Trần Ơi, Tuệ Mẫn, bạn cào cầm ích trôn cầm nên lại bấm bông. vào cái giáp. Trẻ em lại bông. Chú bạn con chuột nên bấm vào cái giáp. Bấm ở chỗ nào? Bấm ở chỗ giáp á? À? Ừ. À, sửa giáp. Ok, sửa xong rồi. Thôi xuống xuống xuống. Xuống chơi. Là trận này vẫn còn boss à? Bông lại, chào lại à, hích. Chào lại à? Chào lại à? Mà mặt mày quạo thế à? Ê. Keo ra chú, bấm số 4, bấm số 4 nè. Số 4 lại keo ra. Số 4 đặt keo á. Trời. Rồi, có thằng đặt keo mày. Có thằng đặt keo trước rồi. Đừng đừng đừng. Bấm máu đi, bấm máu đi, bấm số 5 bấm máu. Tao phải Bấm giết 5 nó bấm rồi. máu đi chú. Đừng 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 bắn được Rồi, nó, chết bấm rồi. 5 bấm máu đi. Có phải là không muốn, có phải là không muốn bơm đâu. Mà thề luôn Bấm bấm chuột, hiện chuột lên, hiện chuột lên. cái Hiện con chuột lên. cái trình duyệt chắc là nó bị lỗi hay sao. Bông lại đang hoang mang tại sao tên là Bùi Thị Quỳnh Hoa. Mà Bùi Quỳnh Hoa tại vì cô không thích chữ thị.
khi mới yêu nhau. Thế là phải dùng bom. Quảng bắn đạn level 1 đi chú, cho ba lô Ở quảng đâu? đi. Ở đâu? Ở đâu? Quảng rác đi chú, À, trong chân rác, mẫn, trong cuộc ba sống lô chú dạo có này rác không thì em được quảng hong hết hít đi. cầm. Đấy gọi là rác à? Ủa rồi ổn không em? Giáp bị mất rồi, giáp bị hỏng rồi, giáp 1 này. Kiếm cái giáp 3 coi. Rồi lại ăn nấm độc tiếp, à nhấm nấm vàng tiếp. Trần Tuệ Mẫn, mặt cười. Em cười là cười cái quần què gì? Tôi xem thì không đổi được ấy á. Nhìn A này. F1 một à? Hướng được. Sao không xoay được nhỉ? À, có thằng kìa. Có thằng kìa. Con số 3 nó bị bắn thì nó chạy xe ngoài đi đủ mấy. Yên tâm, có gánh team rồi. Không sợ. Thằng này thằng người nó Đấy, biết thằng lướt người thân. hả? Ờ, đúng. Ép ép chú ép. Ok. Bấm số 4 lại kêu Bom ra, lại, số kêu 4. nó là mén đi cú. Hích. Số 4. Lại kêu ra chú. Rồi. Bấm R nạp đạn. Đâu rồi, đâu rồi? Nó trong nhà chòi á. Đã chết chưa? Trong cái chòi á. Có chết đâu, có thấy nó đâu. Mé. À chết rồi. Bắn chết rồi. Zenith, bạn chết nhanh hơn. Lấy đồ lên Nào. thính luôn chú. Lấy Lấy đồ, lấy rồi, lấy lấy rồi, cái máy lấy quét. rồi. Ghé thôi, ghé. Chưa lấy, quay lại lấy đi. Đây có hai thính mà. Đấy. Ôi thấy. Thính kiểu gì này. Bấm G, 2, 2G. Kệ đi đừng lên xe chú, nước đồ xong lên. Đấy, có đồ rồi. Chú chưa lấy vào thính. Lấy làm gì nữa? Xuống xe đi. Ép xuống đi. Cháu chị chú xài cái đó. Ép, Đâu, 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 đâu. ép. Rồi, chú lấy cái đó. Đây, súng gì? Súng Ok, gì? nó lấy rồi. Tìm kiếm, chơi kiểu này nhanh lên cao thủ đây. Nào, cho chú một cái để chú xài thử thôi. Chơi kiểu này nhanh lên cao thủ đấy. Đúng không bạn? Ui, quá chuẩn luôn. Nhanh lên, nhanh lắm đúng không? Ừ, tôi chơi Đấy, giỏi cái đó dùng mà. để quét đấy. Đầu đầu Cái que tôi đó để phắc. quét đấy chú. Nó nhặt mẹ rồi, nhặt cái Aeron đúng không? Nó Đúng nhặt rồi. rồi, nó nhặt. Ơ cái gì? Cái đó để Đau, quét được đau, đó. đau, đau, Đó. đừng ném bom trời má. Đau. Bóng của đồng đội khoảng ra chú không bị sát thương đâu, chú yên À tâm. thế à, thế à? Ừ, I biết. Tại sao lại Bấm số đây, 3 chạy cho tại nhanh sao lại chú. có hai cái thính ở gần Bấm số nhau? 3. Tại vì tôi hên. Số 3 làm sao? À số 3 chạy cho nhanh hả? Tại vì tôi hên. Sống kiểu mình sống ăn ở tốt ấy, thánh thiện hiền lành ấy. Thế là có hai cái thính ở gần nhau. Chắc thế. Để chơi, chứ máy tính nó cái ảo ảo gì ấy. Đôi lúc cũng kiểu mình lướt chuột nó thành ra thành di chuyển ấy. Cái súng này là súng gì nhìn rất là mắc cười nhé. Chắc mình thích hợp với lại bắn bắn tỉa. Chứ còn bắn cận chiến solo với mấy cái thằng người đánh ghê lắm, nó đánh ghê lắm. Zenith, súng tên mắc cười, mặt cười. Chú Hả? nhảy Ơi. xuống nước, nhảy xuống nước, Nhớ nữa sao? Nhớ nhảy làm gì? xuống nước. Để làm gì? Đấy, lên nhảy lên mấy cái thùng đó. Nhảy lên mấy cái thùng. Đúng rồi, nhảy xuống nước, nhảy lên mấy cái thùng mà nhảy xuống nước. Nhảy xuống nước lại vào bo chú. Xuống nước, Không mất xuống máu nước. đâu. Xuống nước có bắn nhau được không? Không có mất máu đâu. Rồi, bấm S vẫn bận nhắn chữ Ai nhá. à? Ai à? Ai trời? Bấm số 1, Ai trời bấm trời. số 1. Đúng một rồi. Cầm súng. Ai trời? Ôi thôi, chết rồi, nhấn F à? Bấm F lên chú, đừng Ấy. bấm shift. Ấy Chỉ xa. di chuyển bằng WD gì đó thôi. Ấy xa. Ấy xa. Bắn bằng dây này. Thôi bắn làm gì tốn đạn. Ơ thế là dưới nước thì lại không dùng súng được. Nhưng mà phải phải lên bằng F. Ủa thế còn địch không?
Địch đâu? Thằng mẹ rồi, chắc Tập 1. địch này là địch nó chết ở ngoài bo rồi. Boss nên là chết ngoài bo rồi. Giờ chú ơi. Rồi giờ nghỉ thôi. Định mà định hết trận này là nghỉ rồi mà. Bắn đúng là bắn bằng máy tính nó khó hiểu quá. Không không ấy đâu. Nó đôi lúc kiểu nó lag lag ấy mà lại còn chưa thuộc nút nữa. Đập thế mẹ nó luôn. Ơi, rơi xuống nước không mất máu là Minecraft rồi à? Chú Ơi ơi, ơi ơi. cho cháu xin một cái vai trò đi. Vai trò gì? Được rồi, reset đâu. Vai trò gì cũng được nhá. Thôi nhá. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem livestream này của mình. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào cái live tiếp theo. Các bạn rất nhiều vai trò tù nhân đó. Gen ông vào vai trò này là gọi là vai trò ở trong cái gì nhỉ? Cái phần Discord mà. Chú ơi, Ơi ơi. đừng mở nhạc. Thế nha mọi người, mình xin phép tắt like và dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngủ ngon. Hello, chào chào mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Chào Jake nhá. Chào chúc chúc cả người yêu của Jake ngủ ngon nhá. Chú ơi, chú Ơi. ơi.